Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 176. Nhị Nha cũng nóng tính, vừa dứt lời, cô đã lao tới và đấm một quyền về phía chủ nhân bút đại đạo. Nhìn thấy Nhị Nha lao về phía mình, chủ nhân bút đại đạo hơi nhếch môi. Người trong nhà này tính cách ai nấy đều không tốt. Đạo ấn trong tay chủ nhân bút đại đạo đột nhiên bay ra, lao thẳng về phía Nhị Nha. Nhị Nha giơ tay tung ra một cú đấm, uinh uinh. Cú đấm này thực sự đã nghiền nát đạo quang do đạo ấn phát ra. Không chỉ vậy, đạo ấn còn bị sức mạnh khủng khiếp của cô đánh bật trở lại. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc khi nhìn thấy cú đấm kinh hoàng của cô gái nhỏ này, cũng quá đáng sợ rồi. Sau khi Nhị Nha đấm đạo ấn, cô không dừng lại mà lao thẳng về phía chủ nhân bút đại đạo. Cô tung ra một cú đấm, toàn bộ thế giới hư ảo nổ tung, hóa thành hư vô. Mí mắt chủ nhân bút đại đạo giật giật, ông ta không dám bất cẩn, vung tay. Áo lên, sức mạnh đại đạo áp đảo bộc phát, lao thẳng về phía Nhị Nha. Tuy nhiên, nó đã bị nghiền nát bởi cú đấm của Nhị Nha, trong chớp mắt, năm đấm của Nhị Nha đã đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nắm chặt tay phải, đại đạo xuất hiện, ngay sau đó, ông A tung ra một cú đấm. Uinh uinh! Ngay khi nắm đấm của hai người tiếp xúc, sức mạnh của vô số đại đạo sụp đổ, thời không mà họ đang đứng trong nháy mắt biến thành một màn đen. Không chỉ vậy, tinh hà bên ngoài lúc này cũng bắt đầu bị hủy diệt từng chút một, giống như tờ giấy bị đốt cháy vậy, vô cùng đáng sợ. Lên! Đúng vào lúc này, trong thời không tối tăm, giọng nói của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, vô số đường đại lộ đột nhiên ngưng tụ từ giữa trời đất, từng đạo áp lực đại đạo đáng sợ quét xuống, lao về phía Nhị Nha. Bên dưới, trong mắt Nhị Nha hiện lên một tia dữ dội, cô bay lên trời và tung ra hết cú đấm này đến cú đấm khác, đánh ra một con đường giữa áp lực đại đạo. Vô tận, ngay sau đó, cô lao đến trước mặt vô số đường đại đạo đó, sau đó đấm mạnh một cú đấm. Uinh uinh, cú đấm này vừa tung ra. Vô số đường đại đạo đột nhiên rung chuyển, trực tiếp xuất hiện những vết nứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt của chủ nhân bút đại đạo bút giật giật, thực lực của tên ăn thịt người này lại mạnh hơn rồi. Lúc này, Nhị Nha lại đấm vào vô số đường đại đạo bằng một cú đấm khác. Uinh uinh! Các đường đại đạo khắp bầu trời lập tức nổ tung, rực rỡ như pháo hoa. Chủ nhân bút đại đạo vẫy tay, vô số đường đại đạo lại ngưng tụ, mà lần này lại mạnh hơn lần trước, hơn nữa. Vô cùng vô tận, cùng lúc đó, vô số áp lực đại đạo ngưng tụ với nhau, sau đó đè ép về phía Nhị Nha. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Nhị Nha, lần này, ông ta muốn trấn áp hoàn toàn tên ăn thịt người này. Đối mặt với áp lực đại đạo vô tận, Nhị Nha không chút sợ hãi, cô lại bay lên trời, sau đó lại đấm mạnh hết cú này đến cú khác, cô không có bất cứ động tác không thực tế nào, từng cú đấm đều là sức mạnh thuần túy, mà dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Cô lại một lần nữa phá vỡ đánh ra một lỗ hổng trong vô số áp lực đại đạo. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đám người vạn cổ tuế nguyệt chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần thứ hai họ nhìn thấy sức mạnh thuần khiết đáng sợ như vậy. Đây quả thực là một lực phá vỡ vạn đạo. Nhìn thấy nắm đấm của Nhị Nha xé nát vô số áp lực đại đạo của mình, chủ nhân bút đại đạo cau mày, chưa kể, đối mặt với một người có sức mạnh thuần. Khiết tối thượng như vậy, ông ta thực sự có chút đau đầu. Nhìn thấy Nhị Nha càng ngày càng gần mình, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó lắc mạnh, diệt. Uinh, vạn đạo trong chớp mắt đều bị hủy diệt. Khu vực thời không gian nơi Nhị Nha đang đứng trực tiếp hóa thành cho bụi, biến thành một vùng hư vô, không thể nhìn thấy. Mọi người ở phía vũ trụ nguyên thủy đột nhiên trở nên lo lắng, nhưng ngay. Sau đó, Nhị Nha lao ra từ trong hư không đó. Cô không có chuyện gì cả. Cô mạnh mẽ chặn lại vạn đạo diệt đó của chủ nhân bút đại đạo. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người thần đạo thiên bên phía vũ trụ nguyên thủy đều vô cùng kinh ngạc, không chút tổn hại gì mà chặn lại được rồi. Mạnh như vậy sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Nhị Nha, sắc mặt đen như than. Sau khi Nhị Nha bước ra, cô xua tay, sức mạnh đại đạo còn lại xung quanh cô ngay lập tức tan vỡ. Nhị Nha nhìn chủ nhân bút đại đạo, khinh thường nói, chỉ vậy thôi à? Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, Nhị Nha, thực lực của ngươi mạnh hơn trước không ít nhỉ. Nhị Nha nắm chặt tay nói, đại đạo cẩu, trước đây là ngươi vẫn luôn ức hiếp cháu trai của ta. Nếu không phải do Dương Ca ngăn cản ta, ta đã sớm đi tìm ngươi rồi. Hôm nay, ta sẽ đánh ngươi một trận tử tế. Vừa nói, cô đột nhiên lao về phía trước,
lao về phía chủ nhân bút đại đạo như một viên đạn đại bác. Cú lao của cô trực tiếp xé nát mọi thứ, một luồng khí tức sức mạnh thuần khiết đáng sợ đột nhiên bùng phát, quét sạch mọi thứ, phá hủy mọi thứ. Cảm nhận được sức mạnh tối thượng thuần túy đáng sợ của nhị nha, vẻ mặt của mọi người trong có mặt đều trở nên ngưng trọng. Chủ nhân bút đại đạo giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ông ta, vô số đại đao ngưng tụ thành ấn, ngay sau đó, ông ta nắm chặt tay phải trực tiếp đốt cháy, tung ra một cú đấm. Uinh uinh! Cú đấm này buộc nhị nha phải lùi lại xa hàng nghìn trượng, nhưng bản thân ông ta lại không lùi lại dù chỉ nửa bước. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nhị nha lại lao về phía ông ta. Cô tung ra hết cú đấm này đến cú đấm khác về phía chủ nhân bút đại đạo, mỗi cú đấm sau lại mạnh hơn cú trước. Toàn bộ vũ trụ nguyên thủy lúc này đều bắt đầu sụp đổ, bởi vì căn bản không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của cô. Trên thiên lộ, đám người vạn cổ tuế nguyệt chủ, trong mắt ngoài vẻ kinh ngạc, còn có một tia ngưng trọng. Cứ như vậy, nhị nha đã bao vây chủ nhân bút đại đạo bằng vô số cú đấm. Đến khi toàn bộ vũ trụ nguyên thủy đều sắp bị đánh sụp hoàn toàn, cô mới dừng lại. Mặc dù chủ nhân bút đại đạo có thể chống lại sức mạnh của nhị nha, nhưng cũng vô cùng thảm hại. Sau khi nhị nha dừng lại, cô nhìn chủ nhân bút đại đạo, người đừng che giấu thực lực nữa, đánh tử tế với ta một trận đi. Cô có thể cảm nhận được đối phương chưa thực sự sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Tất nhiên, cô ấy cũng vậy. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, không hổ là người có thể chống lại nhát kiếm thiên mệnh trước đây. Nhị nha cô nương, sức mạnh tối thượng của ngươi, từ trước đến nay. E là chỉ có vị công chủ bách tộc đó mới có thể đánh ngang hàng với ngươi. Nhị nha chậm rãi nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên một tia hung hãn và tức giận, ngay lúc cô chuẩn bị liều mạng thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, nhị nha. Nhị nha quay lại nhìn, người nói chính là Tần Quan. Tần Quan cười nói, không cần vội. Nhị nha suy nghĩ một lúc, sau đó dừng lại, cô quay người đi đến bên cạnh Diệp Quân, đưa tay phải về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhanh chóng đưa kẹo hồ lô vừa mới bóc vỏ vào tay cô. Nhị nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn lên cuối thiên lộ. Tần Quan chậm rãi đi tới hiện trường, bà nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, đã đến lúc này rồi, nói nhiều cũng vô nghĩa, chúng ta bắt đầu đi. Vừa nói, bà vừa chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiên lộ, cho dù mạnh vừa rồi của nhị nha và nhân bút đại đạo có đáng sợ đến đâu, cho dù là vũ trụ nguyên thủy gần như bị đánh vỡ, nhưng thiên lộ này vẫn còn nguyên vẹn. Không bị ảnh hưởng một chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên hiện trường, ánh mắt của tất cả cường giả phía vũ trụ nguyên thủy cũng đều đổ dồn vào thiên lộ. Lúc này, mọi người ở phía vũ trụ nguyên thủy đều không hề tỏ ra chút sợ hãi nào khi đối mặt với thiên lộ trong truyền thuyết này. Bởi vì kỷ nguyên của bọn họ, không thể nghi ngờ, là kỷ nguyên mạnh nhất trong lịch sử. Ý chí tối cao, là cái con khi. Lúc này, Thần Đạo Trần đột nhiên chậm rãi bước ra, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía cuối thiên lộ, trong mắt hiện lên biểu cảm kỳ lạ, các vị, để chúng ta hội. Ngộ với ý chí tối cao đi, văn minh thần đạo, theo ta lên trời. Vừa dứt lời, ông ta đã dẫn theo tất cả cường giả hàng đầu của nền văn minh thần đạo sau lưng bay lên trời, hướng thẳng đến cuối thiên lộ. Khổ Môn, theo ta lên trời. Giọng nói của tổ sư tam tướng của Khổ Môn cũng vang lên. Ngay sau đó, tất cả các cường giả của Khổ Môn đều theo tam tướng bay lên trời, hướng thẳng đến cuối thiên lộ. Bản Vô Tông, lên trời. Giọng nói của tổ sư Đạo An của Bản Vô Tông cũng vang lên. Ngay sau đó, tất cả các cường giả hàng đầu của Bản Vô Tông cũng lần lượt bay lên trời và đi. Thẳng về phía cuối thiên lộ. Tần Quan đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân không hiểu ý của bà. Tần Quan cười nói, đều đang chờ con nói đấy. Diệp Quân ngây ra một chút, sau đó cười lớn, Dương gia, Diệp gia, theo ta lên trời. Lên trời, vừa dứt lời, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời. Phía sau hắn, đám người nhị nha và những cường giả của tiên bảo các đột nhiên bay lên trời và lao về phía cuối thiên lộ. Lúc này, tất cả cường giả hàng đầu đều lao về phía thiên lộ đó. Nhưng ở cuối thiên lộ, đám người chủ nhân bút đại đạo cũng không hề sợ hãi, vẻ mặt họ rất bình tĩnh, đứng dậy. Nhìn xuống những cường giả vũ trụ nguyên thủy đang lao về phía mình với ánh mắt khinh thường. Đúng lúc này, mấy người phía chủ nhân bút đại đạo bút đột nhiên dịch chuyển sang hai bên. Ngay sau đó, có tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ cuối thiên lộ, một bóng người chậm rãi bước ra. Ý chí tối cao, tận cùng của tận cùng mọi thứ. Sau khi ngài bước ra, tay phải nhẹ nhàng ấn xuống. Uinh uinh,
Trong phút chốc, tất cả cường giả của vũ trụ nguyên thủy vốn đang lao lên thiên lộ, ngay lúc đó hoàn toàn bị một sức mạnh đáng sợ trấn áp, trở về chỗ cũ. Mọi người đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thiên lộ, tuy nhiên, trong mắt họ chỉ, ở đó chỉ có một đạo hư ảnh, họ căn bản không nhìn thấy rõ. Không thể tả được. Mà đúng vào lúc này, chỉ thấy ý chí tối cao đó đột nhiên dang rộng bàn tay. Phải, nhẹ nhàng nâng lên. Uỳnh. Trên bầu trời bên phải, có một dòng sông thời gian dài hiện ra. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt không thể tin được của tất cả mọi người, kỷ nguyên loạn cổ xuất hiện trong dòng sông thời gian dài, trong hình ảnh, vô số cường giả phá vòng. Cảnh tập trung trên thiên lộ. Mà trong khoảng trời đất đó, có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ đang đứng, người đàn ông mặc áo choàng rộng, tay phải chắp sau lưng, có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ tỏa ra từ trên người ông ta. Loạn cổ kỷ nguyên chủ. Khoảnh khắc tiếp theo, loạn cổ kỷ nguyên chủ đợi người lao tới thiên lộ, mà khi bọn họ lao tới cuối thiên lộ, thân thể của bọn họ đột nhiên bị đốt cháy. Tất cả cường giả đều giống như thiêu thân trước ngọn lửa. Rất nhanh, dưới sự quan sát của mọi người, tất cả những cường giả kỷ nguyên loạn cổ đều biến thành tro bụi. Ngay lúc mọi người trong vũ trụ nguyên thủy đang nghỉ hoặc, chỉ thấy bàn tay phải của ý chí tối cao ở cuối thiên lộ đột nhiên hơi nhấc lên. Uỳnh! Trong nháy mắt, trong dòng sông thời gian đó, tất cả những cường giả vốn đã chết ở kỷ nguyên loạn cổ đều sống lại. Khoảnh khắc tiếp theo, thế bắt đầu trở nên hư ảo. Trong ánh mắt không thể tin được của tất cả những cường giả của vũ trụ nguyên thủy, thời gian của kỷ nguyên loạn cổ thực sự đã phá vỡ xiềng xích của thời gian, buộc phải dung hợp với thời điểm hiện tại. Cuối cùng, tất cả cường giả của kỷ nguyên loạn cổ đều xuất hiện trong vũ trụ hiện tại. Tất cả cường giả trong vũ trụ nguyên thủy đều choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sinh những cường giả kỷ nguyên đã chết, sau đó buộc họ phải chuyển đến kỷ nguyên hiện tại. Đây là thủ đoạn gì? Tuy nhiên, vẫn còn chưa hết, chỉ thấy ý chí tối cao đột nhiên duỗi một ngón tay ra, gõ nhẹ, lại một mảnh thời gian khác hiện ra, địa điểm vẫn là thiên lộ đó, xung quanh thiên lộ, cũng có vô số cường giả tập trung, những cường giả này không chỉ có loài người, còn có yêu thú và các chủng tộc khác. Kỷ nguyên bách tộc. Diệp Quân lại nhìn thấy công chủ bách tộc đó, lúc này, ông ta đang nhìn chăm chằm vào cuối thiên lộ, trong mắt hiện lên sự kiên định sâu sắc như lần trước. Bên cạnh ông ta là hai con thú khổng lồ trông giống như những ngọn núi. Con yêu thú bên trái trông giống hình người, toàn thân được bao phủ bởi những lớp vảy dày cứng như sắt, mỗi một cái đều như sao, sáng lấp lánh, đầu nó cực kỳ o lớn, hai chiếc sừng khổng lồ nhô ra từ hai bên trán, cong như móc câu, toát ra khí tức kinh khủng và sắc bén. Mỗi bước đi của nó, trời đất đều rung chuyển dữ dội, giống như một trận động đất lớn, cực kỳ đáng sợ. Cách đó hàng nghìn trượng về phía bên phải, có một con yêu thú khác cũng o lớn như một ngọn núi. Lông trên người con yêu thú này giống như ngọn lửa đang cháy, trên thân nó không có vảy, nhưng thân hình cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn, chứa đựng sức mạnh vô hạn, một đôi mắt to sắc như lưỡi dao, nó nhìn đến đâu, thời không trực tiếp bị xé nát tới đó. Giống như những gì thấy lần trước, hai con yêu thú dẫn đầu, chúng lao về phía thiên lộ, giống như có thể nghiền nát mọi thứ. Tất cả cường giả bách tộc đều lao về phía thiên lộ. Nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị lao tới cuối thiên lộ, cảnh tượng đột nhiên nhanh hơn, ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy một bàn tay mờ ảo đột nhiên đưa ra từ cuối thiên lộ, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, trong chớp mắt, tất cả cường giả bách tộc đang lao tới cuối thiên lộ đều bốc cháy. Công chủ bách tộc cũng bị đốt cháy. Tuy nhiên, ông ta lại đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo hỏa quang, lao mạnh đến cuối thiên lộ, có sức mạnh gì đó bị ông ta ép buộc lao qua, trên. Người ông ta phát ra khí tức đáng sợ, đè ép thế giới. Rất nhanh, ông ta bất ngờ lao qua sự cản trở của đám người vạn kiếp chỉ chủ, trực tiếp lao đến cuối thiên lộ. Có một sự im lặng vào khoảnh khắc này. Uỳnh! Đột nhiên, một thi thể bay ra từ cuối thiên lộ. Chính là công chủ bách tộc vừa xông vào. Nhìn thấy thi thể của công chủ bách tộc, mắt của tất cả cường giả bách tộc đều như nổ tung, bọn họ lần lượt đốt cháy, lao như điên về phía cuối thiên lộ. Giống như kỷ nguyên loạn cổ, hành vi của bọn họ chắc chắn giống như thiêu thân lao vào lửa. Rất nhanh, tất cả những cường giả bách tộc lao đến cuối thiên lộ đều bị thiêu rụi thành tro bụi. Mà thi thể của công chủ bách tộc từ từ hạ xuống. Bách tộc bị tiêu diệt. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy ý chí tối cao đột nhiên duỗi hai ngón tay ra, hơi nâng lên. Uỳnh! Dưới sự quan sát của mọi người, công chủ bách tộc đột nhiên mở mắt ra, cùng lúc đó, tất cả cường giả bách tộc vốn đã chết. Vào lúc này đều sống lại.
tất cả những cường giả trong toàn bộ kỷ nguyên bách tộc đều bị buộc phải di chuyển đến thời không thời gian hiện tại. Không chỉ vậy, còn có vô số cường giả phá vòng cảnh cấp 9 không ngừng bị một sức mạnh đáng sợ cưỡng ép sống lại, sau đó di chuyển đến thời không hiện tại. Bằng sức mạnh của chính mình, ngài không chỉ hồi sinh tất cả cường giả của hai kỷ nguyên, mà còn cưỡng ép dịch chuyển tất cả cường giả phá vòng cảnh cấp 9 từ cổ chí kim đến hiện tại. Phía vũ trụ nguyên thủy, đám người thần đạo thiên trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng. Làm sao đánh? Cường giả của tất cả các kỷ nguyên đều xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, đội hình phía ý chí tối cao đã đè bẹp phía của vũ trụ nguyên thủy. Một nhóm cường giả của vũ trụ nguyên thủy nhìn về cường giả đông nghịt đến từ các kỷ nguyên ở phía xa, lúc này, đầu óc bọn họ đã trở nên trống rỗng. Hồi sinh tất cả cường giả đã chết, và mang họ từ quá khứ đến hiện tại. Đây là thủ đoạn gì? Làm sao đánh? Cho dù là thần đạo thiên và tam tướng, còn có đạo an, giờ phút này cũng không khỏi có chút tuyệt vọng, một loại tuyệt vọng thực sự. Bởi vì ở cấp độ của họ, họ biết rất rõ thủ đoạn mà ý chí tối cao vừa sử dụng đáng sợ đến mức nào. Vốn họ cho rằng khoảng cách với ý chí tối cao không lớn, nhưng bây giờ có vẻ như họ đã hoàn toàn sai lầm, thực lực của ý chí tối cao này vượt xa trình độ của họ và họ không cùng đẳng cấp với người ta. Dù là hồi sinh người đã chết, hay cưỡng bức di chuyển người từ quá khứ đến hiện tại, đây đều là tê thủ đoạn khiến họ tuyệt vọng. Thần sắc Diệp Quân lúc này cực kỳ ngưng trọng, thực ra hắn vẫn luôn biết ý chí tối cao rất mạnh, bởi vì nếu không mạnh, chủ nhân bút đại đạo làm sao có thể cam tâm tình nguyện quy phục đối phương. Nhưng cũng giống như mọi người xung quanh, hắn không ngờ rằng ý chí tối cao này lại mạnh đến mức độ này. Lại thực sự có thể hồi sinh tất cả những cường giả kỷ nguyên đã chết và cưỡng bức dịch chuyển họ đến thời không kỷ nguyên hiện tại. Đám người vô biên chủ ở bên cạnh hẳn cũng có vẻ mặt ngưng trọng. Quả thực, thực lực mà ý chí tối cao đã thi triển vượt xa dự liệu của họ. Xung quanh thiên lộ, sau khi cường giả của tất cả kỷ nguyên xuất hiện, bọn họ lập tức nhìn về phía ý chí tối cao, vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Họ không ngờ rằng một ngày nào đó họ sẽ lại được xuất hiện trên thế gian này. Nhưng họ nhanh chóng hiểu ra tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Bọn họ không chút do dự, trực tiếp cung kính hành lễ, biểu thị quy phục. Loạn cổ kỷ nguyên chủ mặc áo choàng đỏ, cúi xuống nhìn thân thể của mình, ông ta có thể chắc chắn rằng mình đã thực sự tái sinh trên thế gian. Sau một lúc im lặng, ông ta chậm rãi quay lại nhìn ý chí tối cao đang đứng ở cuối thiên lộ, cung kính hành lễ. Phía sau ông ta, tất cả cường giả kỷ nguyên loạn cổ cũng lần lượt hành lễ. Họ từng đầy nhiệt huyết, muốn chiến đấu chống lại ý chí tối cao, nhưng sau này kết quả đã tự chứng minh rằng, bọn họ giống như những con kiến trước ý chí tối cao này. Nhưng giờ đây, có cơ hội được tái sinh, bọn họ đương nhiên phải trân trọng. Kỷ nguyên loạn cổ quy phục. Mọi người có mặt lần lượt nhìn vị công chủ bách tộc, ông ta đứng đó với một cảm giác uy nghiêm, một số cường giả đứng gần ông ta cũng cảm thấy một cảm giác áp bức mãnh liệt. Có thể nói, vị công chủ bách tộc này là mạnh nhất ở các kỷ nguyên trước. Lúc này, những cường giả của kỷ nguyên bách tộc phía sau ông ta cũng đang nhìn ông ta. Bọn họ rõ ràng có chút căng thẳng, đương nhiên, nhiều hơn vẫn là đấu tranh nội tâm. Lý trí nói với họ rằng họ nên đầu hàng, vì họ đã không còn dũng khí chiến đấu với ý chí tối cao này một lần nữa, và hiện thực đã chứng minh rằng kỷ nguyên bách tộc bọn họ không phải là đối thủ của ý chí tối cao này. Nhưng họ lại rất tôn trọng công chủ bách tộc, và biết rất rõ tính cách của ông ta. Ông ta là một người kiêu ngạo thế nào chứ? Ông ta có thể sẽ không quy phục, mà họ sẽ không bao giờ muốn trở thành kẻ thù với công chủ bách tộc. Nhìn thấy công chủ bách tộc im lặng, một số cường giả của bách tộc có mặt càng trở nên lo lắng, mà. Một vài đại yêu và cường giả lại lần lượt tiến gần công chủ bách tộc, bọn họ đều là những người chung. Thành nhất với công chủ bách tộc, cho dù công chủ bách tộc lựa chọn như thế nào, bọn họ đều sẽ kiên. Định ủng hộ, cho dù biết rõ rằng chống lại ý chí tối cao sẽ phải chết. Sau khi công chủ bách tộc xuất hiện trở lại thế gian này, trong mắt ông ta hiện lên một tia bối rối và nghi hoặc. Hiển nhiên, ông ta không thể hiểu nổi sự xuất hiện của mình trên thế gian này. Một lát sau, ông ta nhìn thân thể mình, rất nhanh, ông ta chắc chắn rằng mình thực sự đã sống lại. Việc này làm được như thế nào? Công chủ bách tộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn ý chí tối cao ở cuối thiên lộ với vẻ nghi hoặc. Trước đây, ông ta đã từng gặp đối phương một lần, nhưng so với lúc đầu, đối phương hiện tại đã mạnh hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Sau khi công chủ bách tộc nhìn đối phương một lúc, ông ta thu ánh nhìn, ông ta quay đầu lại và nhìn những cường giả đang có mặt, trong mắt những cường giả đó, ông ta nhìn thấy sự mong đợi của họ.
bọn họ đều muốn sống. Quả thực, những con thiêu thân lao vào lửa năm đó đều đã bỏ mạng trên thiên lộ, mà bây giờ được tái sinh ở thế gian, họ đương nhiên muốn sống. Không một ai muốn chết. Sau khi công chủ bách tộc trầm mặc hồi lâu, ông ta chậm rãi xoay người lại nhìn về phía ý chí tối cao một lần nữa, bách tộc quy phục. Bách tộc quy phục. Nghe thấy lời nói của công chủ bách tộc, những cường giả bách tộc phía sau đột nhiên bật khóc, lần lượt hành lễ với ý chí tối cao. Cũng giống như kỷ nguyên loạn cổ, họ cũng không còn đủ dũng khí để đánh với ý chí tối cao nữa. Bởi vì căn bản là không thể giành chiến thắng được. Đến lúc này, những cường giả tái sinh của mọi kỷ nguyên đều đã quy phục ý chí tối cao. Mà phí ý chí tối cao có gần 700 cường giả phá vòng cảnh cấp 9, hơn nữa, họ đều là phá vòng cảnh cấp 9 hàng đầu trong mỗi kỷ nguyên, loại rất mạnh. Ngược lại, phía vũ trụ nguyên thủy chỉ có chưa đến 50 cường giả phá vòng cảnh, tất nhiên, không tính Dương gia và Diệp gia, bởi vì người của bọn họ không có cảnh giới tu luyện. Xét về đội hình hiện tại, phía ý chí tối cao đã đè bẹp họ. Về phía Diệp quân, Dương gia và Diệp gia vẫn tốt, bọn họ rất chấn định, có gì mà họ chưa gặp. Đến thiên mệnh cũng đã từng làm rồi. Tuy nhiên, một số cường giả của nền văn minh thần đạo, Khổ Môn, Bản Vô Tông đang tuyệt vọng thực sự, bởi vì lý trí nói với họ rằng, trận chiến này, họ căn bản không thể thắng được, hoàn toàn không thể thắng, không có một chút hy vọng nào. Sau tuyệt vọng, chính là đầu hàng. Đúng vậy. Giờ phút này, rất nhiều nền văn minh, rất nhiều cường giả đều đã có ý nghĩ này. Đánh không lại thì gia nhập. Điều này nhất định được. Nghĩ được làm được, rất nhanh, tộc trưởng nam tộc của nền văn minh thần linh siêu cấp Nam Lân cũng chạy ra, ông ta chạy đến thiên lộ, trực tiếp quỳ xuống và nói với giọng run run, nam tộc ta nguyện ý quy phục. Phía sau ông ta, một đám cường giả nam tộc nhanh chóng đi ra theo, quỳ xuống. Nhưng có một người lại không làm như vậy, đó chính là Nam Thiệu, người trước đây đã từng xung đột với Diệp Quân trong Tàn Tích Thần Lăng, anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Nam Lân. Không đi theo bọn họ mà vẫn đứng đó, ở bên cạnh Diệp Quát. Anh ta không nghĩ nhiều như vậy, anh ta chỉ đơn thuần là không muốn ở cùng nam tộc nữa, bởi vì anh ta mãi mãi không thể quên được nam tộc đã quyết. Đoán như thế nào khi họ bỏ rơi anh ta? Nhưng rất nhanh, một ông lão khác vội vàng chạy tới nói, Bắc Phực ta nguyện ý quy phục. Chu tộc ta nguyện ý quy phục. Văn Minh Cửu Hoang ta nguyện ý quy phục. Văn Minh Thiên Vực ta nguyện ý quy phục. Lý tộc ta nguyện ý quy phục. Trên hiện trường, sau khi có người dẫn đầu, lần lượt từ nền văn minh này đến nền văn minh khác đều nóng lòng chạy ra quy phục. Sau khi nhìn thấy thực lực khủng khiếp của ý chí tối cao, họ đã mất hết can đảm, căn bản không còn ý nghĩ chiến đấu nữa. Bây giờ không đầu hàng, còn đợi đến lúc nào? Rất nhanh, hầu hết các nền văn minh thần linh siêu cấp và nền văn minh thần linh phía vũ trụ nguyên thủy đã quỳ xuống để biểu thị quy phục. Chỉ có số ít một vài nền văn minh thần đạo. Khổ Môn, Bản Vô Tông, Thác Cổ Tộc, Tiêu Gia, Văn Minh Quần Tinh. Nhưng lúc này, những nền văn minh này cũng rất bối rối, bởi vì lý trí và hiện thực nói với họ, bọn họ đã không còn chút hy vọng nào. Ý chí tối cao đó mạnh đến mức khiến con người tuyệt vọng. Hơn nữa, còn có kỷ nguyên loạn cổ và kỷ nguyên bách tộc. Nhiều cường giả hàng đầu như vậy, vũ trụ nguyên thủy đánh thế nào? Căn bản không thể đánh được. Phản kháng cũng không có ý nghĩa gì. Tộc trưởng Tiêu Long của Tiêu tộc quay đầu nhìn Tiêu Nguyên Khởi, sắc mặt Tiêu Nguyên Khởi tái nhợt như tờ giấy, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai tay nắm chặt. Tiêu Long nhìn Tiêu Nguyên Khởi, huyền khí truyền âm, ngươi tin tưởng huynh đệ của ngươi không? Tiêu Nguyên Khởi quay đầu nhìn về phía Tiêu Long, Tiêu Long nói, nếu tin. Tưởng thì chỉ cần gật đầu, đi theo hắn. Và Tiêu Nguyên Khởi lập tức hiểu ý của đối phương, tộc trưởng là muốn hai bên đặt cược. Anh ta chọn Diệp Quân, còn tộc trưởng dẫn theo cường giả Tiêu gia quy phục ý chí tối cao. Tiêu Long đột nhiên lại nói, nếu không tin thì đi theo ta. Tiêu Nguyên Khởi trầm mặc một lát, sau đó nói, ta chọn huynh đệ của ta. Tiêu Long nhìn Tiêu Nguyên Khởi một cái, sau đó bước về phía xa, Tiêu tộc nguyện ý quy phục. Phía sau ông ta, một nhóm cường giả của Tiêu tộc lập tức bước ra theo, quỳ gối theo Tiêu Long trên thiên lộ. Tiêu Nguyên Khởi đi đến bên cạnh Diệp Quân. Nhưng không lên tiếng. Thác Cổ tộc, tộc trưởng Thác Cổ Vũ của Thác Cổ tộc lúc này cũng đang ghim co trong lòng, anh ta quay đầu nhìn về phía các cường giả của Thác Cổ tộc, trong mắt họ là khát vọng muốn sống, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn nghịch thiên hành sự. Thác Cổ Vũ trầm mặc hồi lâu, thấp giọng thở dài, đi về phía thiên lộ,
nhìn thấy cảnh tượng này, một đám cường giả thác cổ tộc phía sau ông ta lập tức xông ra ngoài, bọn họ giống như sợ không đợi được vậy, một số còn chưa lao được lên trước thiên lộ đã trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Còn thác cổ nguyên đi đến bên cạnh Diệp Quân, không nói gì, nhưng hành động đã tỏ rõ lập trường của anh ta. Phía Văn Minh Quần Tinh, tộc trưởng của Văn Minh Quần Tinh cũng im lặng, đám trưởng lão của Văn Minh Quần Tinh phía sau ông ta lúc này cũng vô cùng bối rối và đấu tranh. Mà đúng vào lúc này, Mộ Tinh Thần đột nhiên giơ cây cung dài trong tay lên, gầm lên, Văn Minh Quần Tinh sẽ không bao giờ bỏ rơi bằng hữu. Văn Minh Quần Tinh, Mộ Tỉnh Hà, không ít nền văn minh tại hiện trường đều nhìn về phía Văn Minh Quần Tinh. Mộ Tinh Thần trừng mắt nhìn ý chí tối cao, lại nói, Văn Minh Quần Tinh sẽ không bao giờ bỏ rơi bằng hữu. Ha ha! Mộ Lăng đột nhiên cười lớn, được được, Tinh Thần nói đúng, Văn Minh Quần Tinh ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bằng hữu. Vừa nói, ông ta vừa quay người nhìn về phía những người ở phía sau, ai muốn đầu hàng thì có thể đi bất cứ lúc nào. Không ai trong nền Văn Minh Quần Tinh động đậy. Không một ai động đậy. Mộ Lăng cười nói, được, được. Vừa nói, ông ta vừa đưa tất cả những cường giả của nền Văn Minh Quần Tinh đến bên Tiên Bảo Các. Nhìn thấy cảnh tượng này, những nền văn minh vũ trụ đã đầu hàng đều lần lượt lắc đầu. Hành vi này của Văn Minh Quần Tinh, chắc chắn là tìm đường chết. Trên hiện trường chỉ còn lại Văn Minh Thần Đạo, Khổ Môn và Bản Vô Tông. Thần Đạo Thiên quay lại nhìn những cường giả của nền Văn Minh Thần Đạo, trong mắt những cường giả đó, ông ta cũng nhìn thấy khát vọng, muốn sống. Trầm mặc một lát, Thần Đạo Thiên thấp giọng thở dài. Nếu có một chút hy vọng, ông ta có thể lựa chọn chiến đấu, nhưng hiện tại, bọn họ căn bản không có chút hy vọng nào. Bây giờ chiến đấu, có nghĩa là tìm đến cái chết một cách vô nghĩa. Hoàn toàn không cần thiết. Thần Đạo Thiên thấp giọng thở dài, quay đầu nhìn về phía ý chí tối cao, Văn Minh Thần Đạo, quy phục. Văn Minh Thần Đạo quy phục. Tất cả những cường giả của nền Văn Minh Thần Đạo đều quỳ xuống dưới thiên lộ, biểu thị quy hàng. Giọng nói của Đạo An, tông chủ của Bản Vô Tông, đột nhiên vang lên giữa trời đất, Bản Vô Tông, quy phục. Bản Vô Tông quy phục. Ngay sau đó, Đạo An, tông chủ Bản Vô Tông và tất cả những cường giả của Bản Vô Tông cũng quỳ xuống dưới thiên lộ. Trong số 5 nền văn minh tối cao, 2 trong số họ đã quy phục, mà rất nhanh, mọi người đều nhìn về phía Khổ Môn. Tam tướng chắp hai tay lại, quay đầu nhìn về phía đám cường giả Khổ Môn phía sau, không chút bất ngờ, trong mắt bọn họ cũng là khát vọng muốn sống. Bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy chút hy vọng nào trong trận chiến này. Ý chí tối cao đã áp chế tuyệt đối bọn họ, giờ phút này, phản kháng cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi muốn chết, nhưng mọi người đều không muốn chết. Khởi động lại vũ trụ. Chỉ cần họ không chết thì cho dù vũ trụ có được khởi động lại thì cũng không phải là không được. Tam tướng thấp giọng thở dài, quay đầu nhìn về phía ý chí tối cao đang đứng ở cuối thiên lộ, Khổ Môn, nguyện ý quy phục. Vừa nói, ông ta cũng dẫn theo các cường giả Khổ Môn đi đến quỳ xuống dưới thiên lộ, quy phục. Đến lúc này, ngoại trừ Tiên Bảo Các, Quan Huyên Vực và Văn Minh Quần Tỉnh, tất cả các thế lực hàng đầu trong vũ trụ nguyên thủy đều đã đầu hàng. Trên hiện trường, tất cả mọi người đều nhìn về phía đám người Diệp Quân. Chiến đấu hay đầu hàng? Trên thiên lộ, ý chí tối cao cũng đang nhìn xuống Diệp Quân. Diệp Quân quay lại nhìn đám người Diệp Thanh Thanh và Nhị Nha, trong mắt họ không có một chút sợ hãi nào, trái lại, trong mắt Nhị Nha hiện lên một tia khát máu. Đúng vào lúc này, ý chí tối cao đột nhiên duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống, trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ nguyên thủy bắt đầu trở nên hư ảo. Không chỉ vậy, tất cả tinh hà vũ trụ vô tận bên ngoài vũ trụ nguyên thủy vào lúc này cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Ý chí tối cao bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đây là muốn xóa sổ tất cả sinh linh, khởi động lại vũ trụ. Những sinh linh vũ trụ bên ngoài cảm nhận được cái chết, nỗi sợ hãi ban đầu của họ dần dần biến thành tuyệt vọng. Bởi vì dù có chống cự thế nào thì trước ý chí tối cao khủng khiếp đó, họ cũng giống như những con kiến chỉ có nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Vũ trụ vô tận bắt đầu lúc này bắt đầu vỡ ra, những sinh linh vô tận sắp bị xóa sổ. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên đi về phía ý chí tối cao, nhìn chằm chằm vào ý chí tối cao. Đầu hàng, Dương gia và Diệp gia sao có thể đầu hàng? Hơn nữa, Diệp Quân hắn tu luyện trật tự đạo, tất cả mọi người đều có thể bỏ mặc chúng sinh. Nhưng Diệp Quân hắn không thể không quản. Hắn sải bước hướng về ý chí tối cao, hai đạo kiếm ý từ trong cơ thể quét ra, không những vậy, hai huyết mạch của hắn lúc này còn điên cuồng dâng trào,
hai đạo sức mạnh huyết mạch đáng sợ đột nhiên tràn ra giữa đất trời. Tứ phá vòng. Nhưng vẫn chưa hết, từng đạo thần pháp đột nhiên từ trong cơ thể hắn hiện ra, sau đó tràn ngập trời đất, chống lại ý chí tối cao. Trật tự pháp, nhưng đáng tiếc là trật tự pháp của hắn không thể chống lại ý chí tối cao. Đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên gầm lên, chúng sinh, giúp ta. Giọng nói của hắn trong nháy mắt truyền khắp vũ trụ vô tận, vang vọng trong âm trí của vô số sinh linh. Ơ ó một sự im lặng vào khoảnh khắc này. Vô số sức mạnh tín ngưỡng đột nhiên từ trong trời đất dâng lên, cuối cùng như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Quân, khí tức của hắn trong phút chốc dâng trào cuồng nhiệt, mang theo hết thảy hy vọng của chúng sinh. Sức mạnh tín ngưỡng, tứ phá vòng, trật tự pháp, sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận dâng trào, khiến khí tức của Diệp Quân dâng trào đến mức độ đáng sợ chưa từng có. Lần này hắn không giữ lại một chút gì nữa, hắn thực sự muốn dốc toàn lực. Bởi vì đối mặt với ý chí tối cao này, hắn có thể chỉ có một cơ hội ra tay. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, tất cả mọi người có mặt tại đều sửng sốt. Bản thân Diệp Quân cũng sửng sốt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía ý chí tối cao ở cuối thiên lộ, bởi vì họ phát hiện ra rằng, khi khí tức của Diệp Quân dâng trào, khí tức của ý chí tối cao cũng dâng trào, mà khí tức đó lại cũng là sức mạnh tín ngưỡng, và nó giống hệt như sức mạnh tín ngưỡng trên người Diệp Quân. Khí tức của Diệp Quân tăng lên bao nhiêu, khí tức của ý chí tối cao cũng tăng lên bấy nhiêu, không kém một chút nào, giống y hệt. Chuyện gì thế này? Đúng vào lúc này, ý chí tối cao đột nhiên chậm rãi đi xuống từ thiên lộ, dưới ánh mắt của mọi người, ngài chậm rãi đi về phía Diệp Quân, khi ngài đi đến cách trước mặt Diệp Quân mấy trượng, đột nhiên cười nói, tiểu kiếm tu, đã lâu không gặp. Thân thể hư ảo bỗng nhiên cứng lại, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong tâm mắt mọi người. Tang Mi. Nguồn gốc của mọi trật tự. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Diệp Quân trực tiếp ngây ra tại chỗ. Hắn không bao giờ nghĩ rằng ý chí tối cao này lại là Tang Min. Làm sao có thể? Không chỉ Diệp Quân, mọi người xung quanh hắn lúc này cũng cau mày thật sâu, rõ ràng, bọn họ cũng có chút bất ngờ. Nhưng những người sáng lập nền văn minh vũ trụ xung quanh lại tỏ ra nghi hoặc. Ý chí tối cao này quen biết Diệp Quân sao? Trên người Diệp Quân có sức mạnh tín ngưỡng. Trên người ý chí tối cao cũng có, hơn nữa, sức mạnh tín ngưỡng đó hoàn toàn giống y hệt. Điều này làm tất cả bọn họ bối rối. Diệp Quân nhìn Tang Mi đang nở nụ cười trên gương mặt, hỏi cô. Là ý chí tối cao. Tang Mi nói, đây là tên người khác gọi ta. Tên thật của ta là Tang Mi. Diệp Quân lại hỏi, tất cả đều là kế hoạch của cô sao? Tang Mi cười nói, không có trò chơi gì cả, đi theo ta. Nói xong. Cô quay người đi về phía xa. Diệp Quân lại không hề nhúc nhích. Tang Mi quay đầu nhìn Diệp Quân, mím môi cười nói, còn sợ ta làm hại ngươi sao? Diệp Quân nhìn cô, sau đó đi theo cô về phía thiên lộ. Tứ phía, các cường giả đó nhìn nhau. Chuyện gì vậy, lúc này họ đều bối rối. Nhị Nha vẫn đang ăn kẹo hồ lô, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Tang Mi, móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch đã thò vào trong túi, sờ vào một chiếc búa tạ không tên. Sẵn sàng rút búa ra bất cứ lúc nào. Sau khi lên thiên lộ, Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quân đang trầm mặc, cười nói, ta biết ngươi có chút nghỉ hoặc, ta cũng có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, khi ta đi tìm ngươi lúc bắt đầu, thực sự là để giết ngươi. Diệp Quân nói, sau này sao lại đổi ý? Tang Mi nói, có hai nguyên nhân, thứ nhất, ngươi cho ta thấy hy vọng. Diệp Quân hơi nhíu mày, hy vọng. Tang Mi gật đầu, ngay cả trong thời khắc khó khăn cuối cùng. Người cũng sẽ không hy sinh chúng sinh. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Tang Mi, chất vấn, vậy tại sao cô lại muốn khởi động lại vũ trụ, hủy diệt chúng sinh? Tang Mi mỉm cười, không trả lời câu hỏi này, mà nói, người có biết nguyên nhân thứ hai không? Diệp Quân nói, cái gì? Tang Mi nghiêm túc nói, sự ràng buộc. Diệp Quân có chút nghỉ hoặc, sự ràng buộc. Tang Mi gật đầu, trật tự ràng buộc trật tự. Diệp Quân vẫn còn nghi hoặc. Nhưng Tang Mi không nói thêm gì nữa, cô dẫn hẳn đi lên phía trên. Mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người. Nhưng nền văn minh vũ trụ trước đây đã đầu hàng bây giờ lại có chút hoảng loạn, mẹ kiếp, quan hệ của hai người này không bình thường. Đừng có cứ làm, rồi bản thân mình lại trở thành trò cười. Trên thiên lộ, Tang Mi cúi đầu nhìn thiên lộ, mỉm cười nói, có còn nhớ một vấn đề ta từng nói với ngươi không? Lúc đó ta đã nói rằng trật tự của ta có vấn đề. Thực ra, thứ ta nói không đơn giản chỉ là trật tự thần minh,
mà là tất cả trật tự của ta. Ta đã nói với ngươi rằng ta là nguồn gốc chính của mọi trật tự. Nhưng có thể ngươi đã quên rồi. Diệp Quân im lặng, nhớ lại chuyện cũ, rất nhanh, hắn liền nhớ ra. Năm đó Tang Mi quả thực đã nói với hắn như vậy. Hắn cũng nhớ lại lời Thanh Khư cô đã nói với mình khi rời đi, có những chuyện, phải tự mình trải qua, cô cũng không biết nói gì. Có vẻ như lúc đó thực ra Thanh Khư cô đã phát hiện ra điều gì đó. Tang Mi dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, Thanh Khư cô của ngươi thực sự đã phát hiện ra thứ gì đó, nhưng không nói cho ngươi biết. Ngươi biết ý đồ của bà ấy mà. Diệp Quân quay đầu nhìn sang Tang Mi, trật tự ràng buộc trật tự mà cô vừa nói, thực ra, cũng là trật tự dung hợp trật tự, đúng không? Tang Mi gật đầu, vừa là ràng buộc, vừa là dung hợp. Diệp Quân nói, cho dù có bao nhiêu người tín ngưỡng ta, cô cũng sẽ có được sức mạnh tín ngưỡng giống như vậy, phải không? Sang Mi mỉm cười nói, đúng vậy. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào cô, đây cũng chính là mục đích thật sự của việc cô đi tìm ta phải không? Tang Mi mỉm cười nhưng không nói gì. Diệp Quân tự cười nhạo chính mình. Con át chủ bài mạnh nhất của hắn, thực ra chính là sức mạnh tín ngưỡng của tất cả chúng sinh. Nhưng bây giờ thì hay rồi, cho dù có bao nhiêu người tín ngưỡng hắn, Tang Mi cũng đều có được sức mạnh tín ngưỡng giống như vậy. Hết cách rồi, ai bảo hắn lúc đầu tin tưởng đối phương, dung hợp quan huyên. Pháp với thần minh pháp chứ. Ở hiện trường, tất cả mọi người đều đang nhìn Tang Mi và Diệp Quân đang đi về phía cuối thiên lộ, lúc này, nhiều người đều rất nghi hoặc. Trận này, còn đánh hay không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt bình tĩnh, không hề bất ngờ. Rất nhanh, Tang Mi dẫn Diệp Quân đi đến cuối thiên lộ, cô quay đầu nhìn Diệp Quân đang rất khó chịu, cười nói, có phải cảm thấy bị ta lừa rồi không? Diệp Quân không khách khí nói, đúng. Ngươi ý à, có lúc rất thông minh, có lúc lại có. Tang Mi mím môi cười n chút ngu ngốc. Diệp Quân có chút nghỉ hoặc. Tang Mi đột nhiên quay người chỉ vào thiên lộ dưới chân mình, có phải ngươi cảm thấy đây chính là thiên lộ? Diệp Quân nhìn Tang Mi, cô có ý gì? Tang Mi nói, đây căn bản không phải là thiên lộ thật sự. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên lộ thật sự. Thiên lộ thực sự, Diệp Quân càng thêm nghỉ hoặc. Tang Mi đột nhiên quay lại, chạm nhẹ vào cuối thiên lộ, với cú chạm này, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó chính là hệ ngân hà. Hỏa tinh. Chính vào lúc đám người Diệp Quân đang không hiểu, đột nhiên, trên hỏa tinh, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bốc lên bầu trời kèm theo một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ đó trực tiếp lao ra bề mặt tinh cầu, với sức mạnh. Vô địch, trực tiếp lao lên bầu trời tinh đầu màu xanh đó. Uinh uinh. Phía trên tinh cầu màu xanh, một khu vực đột nhiên nổ tung ra, tiếp đó, một đại đạo trải xuống từ đó, đại đạo này vượt qua vô số thời không, trực tiếp nối với thiên lộ dưới chân Diệp Quân và Tang Mi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt đều sửng sốt. Diệp Quân cũng tràn đầy nghi hoặc. Đại đạo đó rất kỳ quái, khi xuất hiện ở thế giới vũ trụ này và nối liền với thiên lộ dưới chân họ. Tất cả mọi người đều có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như giấc mơ và hiện thực hợp lại với nhau vậy. Cảm giác chân thực. Đại đạo đó mang lại cho mọi người một cảm giác chân thực. Tại sao lại có loại cảm giác này? Tất cả mọi người đều nghỉ hoặc. Diệp Quân quay đầu nhìn Tang Mi, đây là... gạch chéo. Tang Mi nhìn đại đạo mới đó, nhẹ giọng nói, đây chính là thiên lộ thật sự, thiên lộ nối liền với thế giới thực. Diệp Quân sửng sốt, thế giới thực. Tang Mi gật đầu, ta quả thực là ý chí tối cao, là tận cùng tất cả vũ trụ này, cũng là cội nguồn của mọi trật tự. Nhưng, người có biết phía trên của tận cùng này còn có gì nữa không? Vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, người họa vòng. Người họa vòng, Diệp Quân ngưng trọng nói, ý của cô là, giống như một người vẽ tranh. Tang Mi gật đầu, cô nhìn về phía cuối thiên lộ thật sự, đúng vậy, đó mới là khởi đầu của mọi thứ. Cũng là hắn sẽ khởi động lại vũ trụ sau mỗi một đoạn thời gian. Diệp Quân không hiểu, nói, tại sao hắn phải làm như vậy? Tang Mi nói, hy sinh chúng sinh, không ngừng nâng cao bản thân. Nói một cách đơn giản, sau khi tỏi tây phát triển đến một trình độ nhất định, người phải cắt chúng đi. Diệp Quân, Tang Mi nhìn về phía cuối thiên lộ thực sự, nếu chúng sinh muốn thật sự nằm giữ vận mệnh của mình thì nhất định phải giải quyết người họa vòng đó. Nếu không... mọi thứ đều là một vòng tuần hoàn, mọi thứ đều đã được định sẵn, mãi mãi không thể thoát khỏi cái gọi là số mệnh. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn những cường giả trên hiện trường rồi nói,
Từ thời cổ đại đến nay, ta vẫn luôn chờ đợi, đợi người, thiếu niên diệt rồng không trở thành ác long, đó. Đáng tiếc, mấy kỷ nguyên trước đều không có người như vậy. Thực ra ta cũng đã từ bỏ rồi, bởi vì ta ý thức được rằng, nhiều khi, người có thực lực càng mạnh thì càng ích kỷ, cũng càng thờ ơ với sinh mệnh. Cho đến sau này có người nói với ta về ngươi, cô ấy nói, ngươi có thể, nhưng ta vẫn không muốn tin, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết, thậm chí còn nói rằng nếu ta không tin thì cô ấy sẽ đứng về phía ngươi. Cô ấy khiến ta có hứng thú với ngươi, nên ta quyết định đích thân đến gặp ngươi. Lúc đầu ta nghĩ như vậy, nếu ngươi không làm được, ta sẽ giết ngươi trước. Nếu ngươi có thể làm được. Nói đến đây, cô mỉm cười và nói, đó chính là trật tự ràng buộc trật tự. Diệp Quân hỏi, cô ấy là ai? Tang Mi nói, là người trước đây đã từng đánh cược với ngươi, hình như các. Ngươi đều gọi cô ấy là Tịnh Tông Chủ, ta thích gọi cô ấy là Tiểu Tịnh. Tịnh Tông Chủ, Diệp Quân có chút kinh ngạc, hắn nghĩ đến vụ cá cược khi đó. Tang Mi cười nói, mặc dù cô ấy rất không nhận ngươi, nhưng ta vẫn quyết định đích thân đến gặp ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ồ đúng rồi, vị đại thúc đó của ngươi lúc đó cũng có mặt, còn nữa, lúc đó ta còn nhìn thấy cô của ngươi nữa, bọn họ là những người rất lợi hại, bọn họ biết lai lịch của ta, nhưng lại không ngăn cản ta. Diệp Quân nói, đây là con đường tự ta lựa chọn, bọn họ hy vọng ta tự mình đi, dù sao cô đối với ta cũng không ỷ lớn ăn hiếp bé. Vừa nói, hẳn vừa nhìn Tang Mi, nếu lúc đó ta không thể thông qua khảo nghiệm của họ và cô, vậy thì kẻ thù lớn nhất của ta chính là cô, đúng không? Tang Mi cười nói, không, ta căn bản sẽ không coi ngươi là kẻ địch. Diệp Quân ngây ra một chút, sau đó cười khổ, hẳn hiểu ý của đối phương, nếu bản thân là vua dựa dẫm, thì căn bản không có tư cách trở thành kẻ địch của đối phương. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân hỏi, chủ nhân bút đại đạo đó. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo ở cách đó không xa. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn hắn, không nói gì. Tang Mi cười nói, thân phận của hắn, các cô của ngươi cũng biết, nói một cách đơn giản, hắn không muốn làm con rối nữa, cho nên muốn phản kháng. Diệp Quân im lặng, hắn đã hiểu được điều gì đó. Tang Mi đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ món quà nhỏ và món quà lớn ta đã nói với ngươi lúc trước không? Diệp Quân nhìn Tang Mi chìa tay ra, cười nói, tiểu kiếm tu, ngươi có nguyện ý liều một lần vì chúng sinh không? Diệp Quân nhìn Tang Mi một lát, đưa tay nắm lấy tay cô, tất nhiên. Tang Mi mỉm cười, nắm tay Diệp Quân đi về phía thiên lộ thật sự, trong nháy mắt cô và Diệp Quân đặt chân lên thiên lộ thực sự, mắt Diệp Quân bỗng nhiên nheo lại. Hắn nhìn thấy thân thể mình và kiếm ý vây quanh hắn bắt đầu biến mất nhanh chóng. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Hắn đã từng trải qua cảm giác này trước đây khi đối mặt với thế giới hư không trong tàn tích cổ. Đúng vào lúc này, Tang Mi đột nhiên mỉm cười nói, chúng sinh, hãy giúp ta. Vừa dứt lời, quỳnh. Trong chớp mắt, sức mạnh tín ngưỡng vô tận đột nhiên hội tụ từ trời đất. Khí tức của Tang Mi điên cuồng dâng trào. Đó là sức mạnh tín ngưỡng của tất cả chúng sinh qua mọi thời đại. Lúc này, khí tức của Diệp Quân cũng trong phút chốc điên cuồng tăng vọt. Tang Mi có được bao nhiêu sức mạnh tín ngưỡng, hắn cũng có được bấy nhiêu. Sức mạnh tín ngưỡng. Cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận trong cơ thể mình, Diệp Quân cũng sửng sốt. Tang Mi quay đầu nhìn Diệp Quân, chớp chớp mắt, thích không? Diệp Quân thực sự bị sốc. Giờ khắc này, những gì hắn có được. Không chỉ có sức mạnh tín ngưỡng từ vũ trụ nguyên thủy, mà còn là sức mạnh tín ngưỡng từ cường giả đỉnh cao của tất cả các kỷ nguyên. Bây giờ là cảnh giới gì? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, bây giờ hắn thật sự có cảm giác vô địch, không phải đùa, hắn cảm thấy lần này hắn thực sự có thể chiến đấu với cha mình. Mặc dù sức mạnh tín ngưỡng của hắn được chia sẻ với Tang Mi, nhưng sức mạnh tín ngưỡng của Tang Mi cũng sẽ được chia sẻ với hắn. Không ai bị thiệt. Tang Mi cúi đầu nhìn con đường dưới chân, dẫn đến thế giới thực, nhất định phải qua thiên lộ thật sự này. Mà người phía trên không cho phép người phía dưới nhìn thấy thế giới thực của mình, cho nên trên thiên lộ thật sự này, bọn họ để lại các loại đạo thực đáng sợ. Cái gọi là đại đạo thực cũng chính là đại đạo của thế giới hiện thực. Vừa nói, cô vừa nhìn Diệp Quân, chúng ta phải liên thủ để trấn áp những đại lộ thực này, mở ra một con đường mới cho tất cả chúng sinh. Diệp Quân gật đầu, được. Tang Mi cười nói, cùng nhau. Vừa nói chuyện, hai người đột nhiên tiến lên một bước, theo bước này, hai đạo sức mạnh tín ngưỡng đáng sợ đột nhiên quét ra từ cơ thể họ, sau đó hướng về thiên lộ thật sự.
trấn áp đại đạo thực. Bên dưới, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên bước ra, ông ta nhìn tất cả mọi người có mặt, không phải các người luôn muốn đi đến cuối thiên lộ sao? Chẳng phải các người muốn đột phá xiềng xích của nền văn minh của chính mình sao? Không phải các người muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Vừa nói ông ta vừa quay người nhìn về phía thiên lộ thật sự, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, gầm lên, lên thiên lộ. Lên thiên lộ, vừa dứt lời, ông ta đã dẫn đầu lao ra ngoài. Mà phía dưới, tất cả cường giả đều đồng thanh gầm lên, lên thiên lộ. Tất cả các cường giả đều bay lên trời và lao về phía thiên lộ đó. Bọn họ hùng hồ lao về phía thiên lộ thật sự. Mặc dù Diệp Quân và Tang Mi cùng nhau trấn áp, nhưng sức mạnh của đại đạo thực đang tràn ngập trên thiên lộ thật sự vẫn khủng khiếp như vậy. Sau khi tất cả mọi người xông lên, bọn họ lập tức cảm nhận được sức mạnh của đại đạo thực. Đây là sức mạnh mà bọn họ chưa từng gặp phải trước đó, một số người thực lực yếu đã bắt đầu bị xóa sổ từng chút một. Nếu không phải Diệp Quân và Tang Mi liên thủ trấn áp thì bọn họ thậm chí còn không có tư cách đặt chân lên thiên lộ thật sự này. Vô số cường giả lao về phía cuối thiên lộ, muốn lao tới cuối thiên lộ thật sự, tiến vào một thế giới thực hoàn toàn mới. Phía trước là Diệp Quân và Tang Mi, họ liên thủ để trấn áp tất cả đại đạo. Thực, họ đã chống đỡ gần như 90% sức mạnh của đại đạo thực trên thiên lộ. Thật sự này, phía sau là đám người Đồ và Nhị Nha, bọn họ cũng theo bên cạnh Diệp Quân. Phía sau nữa là công chủ Bách Tộc, ông ta dẫn đầu một nhóm cường giả Bách Tộc, theo sát Diệp Quân và Tang Mi. Thể lực của công chủ Bách Tộc cực kỳ đáng sợ, ông ta có thể chịu được một phần sức mạnh lan tỏa của đại đạo thực, tuy nhiên, những cường giả Bách Tộc phía sau lại không có sức mạnh đáng sợ như ông ta. Cơ thể của rất nhiều cường giả Bách Tộc đã trở nên hư ảo. Phía sau nữa, là một nhóm cường giả của kỷ nguyên loạn cổ và vũ trụ nguyên thủy, bọn họ cũng theo sát phía sau Diệp Quân và Tang Mi. Bọn họ vừa mong đợi, vừa hưng phấn, cũng vừa lo lắng. Thế giới thực, một thế giới hoàn toàn mới. Thật khiến người ta mong đợi. Bên dưới, tân quan nhìn về phía cuối thiên lộ, bà chậm rãi nắm chặt tay, như thể đã đưa ra quyết định nào đó. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bà đột nhiên vang lên một giọng nói, hãy để nó tự mình đi hết đoạn đường này đi. Tần quan quay người lại thì thấy người đang nói chính là Thanh Khưu. Thanh Khưu nhìn Diệp Quân ở thiên lộ ngày hôm nay, đại bàng non cuối cùng sẽ rời khỏi vòng tay cha mẹ, sải cánh bay cao. Tần quan nhìn về phía cuối thiên lộ, thật lâu sau, đôi tay đang nắm chặt của bà mới từ từ thả lỏng. Sẽ có một ngày, cha mẹ đều phải buông tay. Càng lên cao, càng đến gần thế giới thực, sức mạnh của đại đạo thực càng trở nên khủng khiếp. Nhiều người đã bị sức mạnh của đại đạo thực hoàn toàn tiêu diệt. Đúng vào lúc này, Mộ Tinh Thần ở phía sau Diệp Quân không xa đột nhiên thở hổn hển nói, đại ca, ta không đi nữa, mệt quá rồi, ta muốn nằm xuống. Diệp Quân quay người nhìn Mộ Tinh Thần, Mộ Tinh Thần vẫy tay với hắn, sau đó leo xuống, trượt xuống theo thiên lộ. Mộ Tinh Hà nhìn thấy cô bỏ cuộc, liền do dự một chút, sau đó nói, đại ca, ta cũng không đi nữa, không phải ta sợ, ta chỉ muốn chăm sóc muội muội. Vừa nói, anh ta vừa leo xuống tại chỗ, rồi trượt xuống theo đại đạo thực. Ngoài hai huynh muội bọn họ, rất nhiều người thực sự cũng đã bắt đầu bỏ cuộc, bao gồm cả đám người Thác Cổ Nguyên, bởi vì đại đạo thực này thật sự quá đáng sợ, họ đã hoàn toàn không có tự tin có thể đi đến cuối thiên lộ thật sự. Mặc dù họ cũng biết rằng cuối cùng, người họa vòng sẽ khởi động lại vũ trụ, nhưng không sao, có thể sống thêm một chút thì sống thêm một chút. Trên hiện trường, ngày càng có nhiều người bỏ cuộc, có thể nói, những người dưới phá vòng cảnh cấp 9 đều đã từ bỏ. Còn về những người thuộc phá vòng cảnh cấp 9, họ cũng có thực lực, họ vẫn muốn liều một phen, nếu không sẽ không cam tâm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía cuối thiên lộ, cảm nhận được sức mạnh ngày càng đáng sợ của đại đạo thực xung quanh, vẻ mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra sức mạnh trật tự của hắn và Tang Mi đã sắp không thể áp chế được nữa. Nhưng đúng vào lúc này, những đại đạo thực trên thiên lộ thật sự dưới chân bọn họ bỗng nhiên như sống lại, từng đạo sức mạnh đại đạo thực đáng sợ tràn ra từ trời đất, sức mạnh trật tự của Diệp Quân và Tang Mi lúc này liền bắt đầu biến mất từng chút một. Mọi người trên thiên lộ đều kinh hãi. Một khi sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân và Tang Mi không còn nữa, tất cả bọn họ sẽ biến thành cho bụi ngay lập tức. Đúng vào lúc này, Tang Mi đột nhiên giơ tay phải lên và ấn nhẹ, trong chớp mắt, từ trong cơ thể Diệp Quân và cô đột nhiên phóng ra rừng đạo thần pháp. Những đạo thần pháp đó như những phù văn bao trùm trên thiên lộ thật sự, trấn áp những đại đạo thực đó một lần nữa.
trong lòng tất cả cường giả trở nên nhẹ nhõm, để có thể nhanh chóng đến được thế giới thực đó, bọn họ bắt đầu đốt cháy thể xác và linh hồn, sau đó điên cuồng lao về phía cuối thiên lộ. Đám người Nhị Nha vẫn không xông lên, họ chỉ ở bên cạnh Diệp Quân. Rất nhanh, công chủ Bách tộc dẫn theo tất cả cường giả hàng đầu của Bách tộc lao tới phía trước, mà lúc này, bọn họ chỉ còn cách cuối thiên lộ chưa đầy trăm trượng. Rất gần, càng ngày càng gần, đôi mắt của mọi người đều đỏ ngầu, vô cùng phấn khích. Nhưng ngay khi bọn họ còn cách bức màn ánh sáng cuối cùng mấy chục trượng, bỗng nhiên xảy ra biến hóa, sức mạnh của đại đạo thực đột nhiên từ trong bức màn ánh sáng quét xuống, đè ép tất cả mọi người trên đại đạo thực với khí thế hủy diệt trời đất. Khi công chủ Bách tộc ở phía trên cùng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của đại đạo thực, con người của ông ta đột nhiên co rút lại, ông ta gầm lên một tiếng tức giận, xông về phía trước, ở phía sau ông ta, một con đại yêu khổng lồ hư ảo đột nhiên xuất hiện, bóng dáng của con thú đó giống như một ngọn núi, khí tức hùng mạnh, cuồn cuộn như dòng sông, vô cùng đáng sợ. Ông ta hung ấn mạnh tay về phía trước, sức mạnh mãnh thú áp đảo quét ra như sấm sét, chống lại sức mạnh tràn xuống từ cuối thiên lộ thật sự. Bên cạnh Diệp Quân, Tang Mi nhìn đạo sức mạnh đang giáng xuống, nhẹ giọng nói, quả nhiên, bên trên vẫn không muốn người ở thế giới này đến nhìn thế giới của họ. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào cuối thiên lộ thật sự, vậy thì giết lên đến đó. Tang Mi cười rạng rỡ, đúng, vậy thì giết lên đến đó. Vừa dứt lời, hai người cùng lúc tiến lên một bước. Với bước đi này, họ trực tiếp vượt qua tất cả những cường giả trong kỷ nguyên Bách tộc và tiến thẳng đến cuối thiên lộ thật sự. Mà đám người Đồ và Nhị Nha ở bên cạnh Diệp Quân cũng đồng thời bước lên một bước, hướng thẳng đến cuối thiên lộ thật sự. Mọi người xung quanh lúc này cũng cố gắng hết sức, lao như điên về phía cuối thiên lộ. Nhưng đúng vào lúc này, như cảm nhận được sự phản kháng của mọi người, toàn bộ thiên lộ thật sự đột nhiên bốc cháy, vô số đại đạo thực bốc cháy. Trong phút chốc, sức mạnh vô cùng vô tận của đại đạo thực từ bốn phía tràn vào, trực tiếp khiến cho sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân và Tang Mi bị chấn động đến mức liên tiếp lùi lại. Cho dù hai người họ liên thủ thì lúc này cũng có chút khó chống đỡ. Mà tất cả mọi người trên thiên lộ thật sự vào lúc này đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì có một sức mạnh nào đó đang cưỡng bức xóa bỏ họ. Đối mặt với sức mạnh này, dù họ có chống cự thế nào cũng chỉ là sự vô ích, chỉ có tuyệt vọng. Bên cạnh Diệp Quân, Tang Mi nhìn vào đại đạo thực đang cháy, nhẹ giọng nói, đây chính là sức mạnh thực sự. Nói xong, cô mở lòng bàn tay ra, hơi nâng lên. Vô số sức mạnh tín ngưỡng từ trong lòng bàn tay dâng lên để chống lại sức mạnh, thực sự. Và trong cơ thể Diệp Quân, kiếm ý trật tự và kiếm ý vô địch vô cùng vô tận, cùng với hai sức mạnh huyết mạch cũng không ngừng tuôn trào, cùng nhau chống lại những sức mạnh, thực sự đó. Dưới sự liên thủ của hai người, sức mạnh đại đạo thực sự đang tiến về phía họ ngay lập tức bị buộc phải rút lui. Tuy nhiên, những sức mạnh, thực sự đó ngày càng mạnh hơn, và ngày càng nhiều hơn, như thể chúng là vô tận. Vì vậy, không bao lâu sau, huyết mạch và hai loại kiếm ý của Diệp Quân, bao gồm cả sức mạnh của Tang Mi, đã không thể chống cự được nữa và bắt đầu bị xóa bỏ từng chút một. Cảm nhận được những sức mạnh thực sự đó, lúc này, trong lòng Diệp Quân cũng dâng lên suy nghĩ tuyệt vọng, bởi vì sức mạnh của những đại đạo thực sự đó là vô tận, căn bản chém không đứt, diệt không xong. Quỳnh! Đúng lúc này, ở phía xa, thân thể và linh hồn của kỷ nguyên chủ kỷ nguyên loạn cổ đột nhiên bốc cháy. Phía sau ông ta, những cường giả kỷ nguyên loạn cổ còn sống cũng lần lượt bị thiêu rụi cả thể xác và linh hồn. Họ xông về phía cuối thiên lộ giống như những con thiêu thân lao vào lửa. Liều chết. Thử một lần. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhanh chóng biến mất với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường và cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Cách họ không xa, công chủ Bách tộc đang dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những cường giả Bách tộc phía sau, bọn họ cũng đang lao về phía cuối thiên lộ thật sự, tuy nhiên. Cho dù mạnh như ông ta cũng không thể chống lại được sức mạnh thực sự vô tận, bắt đầu bị hủy diệt từng chút một. Loại sức mạnh đó đã vượt qua nhận thức của họ, căn bản là thứ họ không thể chống lại được. Điều đáng sợ nhất là họ vẫn chưa biết rốt cục là ai đang ra tay. Tuyệt vọng. Trên thiên lộ thật sự, vô số cường giả đã tuyệt vọng, bọn họ không còn phản kháng, cũng không thể phản kháng. Chẳng bao lâu sau, bọn họ giống như tờ giấy đang cháy, cháy đùng đùng trên thiên lộ thật sự, sau đó hóa thành tro bụi. Cuối cùng bị hủy diệt hoàn toàn. Rất nhanh, công chủ Bách tộc đã dừng lại ở đó. Ông ta nhìn vào bức màn ánh sáng ở cuối thiên lộ, đôi mắt trống rỗng, loại sức mạnh đó đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của ông ta, rất nhanh, ông ta hoàn toàn biến mất. Mà không có sự chống đỡ của ông ta, những cường giả Bách tộc phía sau cũng biến thành tro bụi ngay lập tức.
chứng kiến những người xung quanh mình từng người lần lượt chết đi, lại nhìn thấy sức mạnh tín ngưỡng của mình và Tang Mi đã bắt đầu tiêu tan như. Sự khiến cho con người ta tuyệt vọng rất nhanh. Hơn nữa, sức mạnh thực sự đó tràn xuống vô tận, không chỉ hủy diệt thiên lộ thật sự của bọn họ, còn muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Khởi động lại vũ trụ. Xóa sạch mọi sinh linh. Không chỉ có họ tuyệt vọng, mà còn có vô số chúng sinh trong vũ trụ này. Toàn bộ thiên lộ thực sự đang rực cháy, vô số đại đạo thực sự xuất hiện, diễn hóa giữa trời và đất. Sức mạnh của mỗi đại đạo thực sự vượt xa cường giả. Phá vòng cảnh cấp 9. Những người có thể chống cự trên hiện trường, ngoài Diệp Quân, Tăng Nghi và đám người Nhị Nha, còn có chủ nhân bút đại đạo và vạn kiếp chi chủ. Cho dù là bọn họ, khi đối mặt với sức mạnh của đại đạo thực sự, vô cùng tận này cũng đều sắp đạt đến giới hạn của bản thân rồi. Diệp Quân bỗng nhiên dừng lại, đám người đều nhìn hắn, Diệp Quân quay người nhìn, ánh mắt hắn vượt qua vô số tinh hà, nhìn thấy tất cả chúng sinh, cũng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ, dần dần, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đám người đồ. Nhìn những người thân trước mặt, hắn nhẹ giọng nói, Tang Nghi cô nương, trước đây cô đã nói rằng con đường của cô đã đến tận cùng rồi, bây giờ con đường của ta cũng đã kết thúc rồi. Nhưng vào giây phút cuối cùng này, hãy để ta làm điều cuối cùng này cho tất cả chúng sinh và những người thân của ta. Quỳnh! Trong nháy mắt, toàn thân hắn đều bốc cháy. Hai loại huyết mạch bốc cháy. Hai loại kiếm ý bốc cháy. Thân thể bốc cháy. Linh hồn bốc cháy. Trật tự pháp bốc cháy. Lúc này, hắn đốt cháy tất cả những gì mình có, toàn bộ sức mạnh của hắn cuối cùng cũng hội tụ lại, sau đó tản ra trước mặt đám người Nhị Nha, cưỡng bức xé toạc ra một đại đạo giữa vô số đại đạo thực sự trước mặt. Diệp Quân nhìn đám người Nhị Nha và Tang Mi ở gần đó, nhẹ giọng nói, đi. Mau, nhiều nhất hắn chỉ có thể cầm cự được nửa khắc, đi cái đầu ngươi. Nhị Nha đột nhiên vỗ vào vai Diệp Quân, tức giận nói, tiểu tôn tử, chúng ta không cần ngươi hy sinh vì chúng ta. Vừa nói, cô đột nhiên cống Diệp Quân trên lưng nói, chúng ta là người một nhà, muốn đi lên thì cùng nhau đi lên, muốn chết thì cùng nhau chết. Nói xong, cô đột nhiên gầm lên, công Diệp Quân trên lưng lao tới. Mà bên cạnh cô là đồ, Diệp Thanh Thanh, Phục Võ, Tịnh Sơ, Thiên Mệnh váy trắng. Lúc này, tất cả người nhà họ Dương và người nhà họ Diệp đều bay lên trời, tiến thẳng đến cuối thiên lộ thật sự. Tang Mi nhìn Diệp Quân đang bị Nhị Nha cống lao lên trời, một lát sau, cô cười lớn, sau đó quay lại nhìn đám người chủ nhân bút đại đạo, đi thôi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Tang Mi, không nói gì. Còn đám người vạn kiếp chi chủ hành lễ thật sâu trước Tang Mi, sau đó tất cả đều lao về phía trước. Sau khi mọi người trong Dương gia và Diệp gia liên thủ, cộng với đại đạo mà Diệp Quân đốt cháy bản thân tạo ra lúc trước, trong chớp mắt, bọn họ đã lao tới trước bức màn ánh sáng, đồ dẫn đầu, bà chém mạnh một kiếm về phía bức màn ánh sáng. Quỳnh! Kiếm quang vừa xuất hiện liền trực tiếp biến mất. Đồ cau mày, lại chém một kiếm khác, tuy nhiên lần này, thiên chu kiếm trong tay bà vừa tiếp xúc với bức màn ánh sáng đó liền trực tiếp biến mất. Để tai đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh bà. Đồ quay lại, An Nam Tịnh, người chưa từng xuất hiện trước đó, đã đến bên cạnh bà từ lúc nào, bà ấy đâm ra một ngọn giáo sắc bén. Uinh uinh, ngọn thương trực tiếp phá vỡ bức màn ánh sáng. Nhưng đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện vô số đám mây máu đỏ sậm. Trong đám mây máu đó, vô số sấm sét đỏ thẫm nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh, từng đạo lôi kiếp kinh khủng từ dưới những đám mây máu đó tuôn ra, giáng xuống, nổ tung về phía mọi người. Lôi kiếp thực sự, hủy diệt chúng sinh. Đám người Diệp Thanh Thanh đang muốn ra tay, nhưng đúng vào lúc này, lại một giọng nói khác vang lên, để ta. Giọng nói vừa dứt, một đạo khí tức tà ác đáng sợ đột nhiên hội tụ giữa trời đất. Mọi người quay lại thì thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang chậm rãi bước đi giữa trời đất. Nhất niệm, chỉ thấy xung quanh người cô tỏa ra ác niệm vô tận. Nhất niệm nhìn Diệp Quân ở bên cạnh Nhị Nha, lúc này, cơ thể, linh hồn và kiếm ý của Diệp Quân vẫn đang bốc cháy. Cũng chính vì sức mạnh của hắn mới có thể chống đỡ được phần lớn sức mạnh đại đạo thực sự xung quanh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, Diệp Quân run giọng nói, Nhất Niệm. Nhìn Diệp Quân, Nhất Niệm đột nhiên cười nói, tướng công, ta nhớ chàng. Vừa dứt lời, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân hóa thành hàng vạn tà niệm lao lên trời, hướng thẳng về phía lôi kiếp thật sự đó. Uinh uinh uinh. Giữa trời đất, vô số tà niệm và lôi kiếp thật sự điên cuồng va vào nhau, từng đạo âm thanh chói tai đáng sợ không ngừng vang lên từ các tinh hà trong vũ trụ.
Cô lại dùng sức mạnh của một mình để chống đỡ lại vô số lôi kiếp thực sự, nhưng trong sâu thẳm của lôi kiếp, nhất niệm bị vô số đại đạo thực sự ăn mòn, những ác niệm tỏa ra, cơ thể và thần hồn của cô bắt đầu biến mất từng chút một. Ở cuối thiên lộ, An Nam Tịnh đột nhiên buông rơi ngọn thương của mình, bà nắm chặt tay và lao về phía trước, một đạo ý chí võ thần dâng trào trong chớp mắt. Uinh uinh! Trong nháy mắt, bức màn ánh sáng nổ tung, trước mặt bọn họ xuất hiện một thời không hư vô. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra biến hóa, thế giới xung quanh đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Mặc dù họ có thể chống lại những sức mạnh thực sự đó, nhưng thế giới vũ trụ này không thể chịu đựng được nữa, toàn bộ vũ trụ sẽ sớm được khởi động lại và tất cả sinh linh sống trong vũ trụ này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Diệp Quân điên cuồng giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, cố gắng ngăn chặn những sức mạnh thực sự đó, muốn bảo vệ vũ trụ này, tuy nhiên, vào lúc này, hắn đã không còn sức lực để ngăn chặn nó. Bởi vì vũ trụ hiện giờ đã bị thủng lỗ chỗ, vô số sức mạnh thực sự tràn vào từ mọi hướng, điên cuồng phá hủy mọi thứ trong vũ trụ này. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh Diệp Quân, để tai. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, Tang Mi đã đi tới trước mặt hắn. Tang Mi nhìn hắn, mỉm cười, lần này, con đường của ta thật sự đã đi đến cuối rồi. Vừa nói, cô vừa nhìn lên thế giới hư vô phía sau bức màn ánh sáng, nhẹ nhàng nói. Ta thực sự muốn kéo những người cao cao tại thượng đó xuống, để bọn họ nếm trải sự đau khổ và khó khăn của thế gian này, để họ nếm trải mùi vị nô lệ, để bọn họ biết được những tiểu kiếm tu không dễ dàng của chúng sinh. Lần này, con đường của ta thật sự đã đi đến cuối rồi, ta hy vọng ngươi đi đến tận cuối đó. Chấm, cho dù cuối cùng có thất bại thì cũng không sao. Tóm lại, ngươi phải đi, đi đến thế giới của bọn họ, mang theo thái độ của thế giới chúng ta, để cho bọn họ biết rằng chúng ta không phải là kiến. Chúng ta cũng biết phản kháng. Uinh! Cơ thể cô đột nhiên bùng cháy, và trong tích tắc, hàng tỷ đạo thần minh quan huyên pháp tràn ra từ cơ thể cô, những thần minh quan huyên pháp đó hóa thành những bức màn ánh sáng và lan rộng về phía vũ trụ xung quanh, chống lại toàn bộ sức mạnh thực sự đến từ thế giới thực đó. Diệp Quân nhìn Tang Mi đang bị thiêu đốt, muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không nói lên được. Tang Mi nhìn hắn, ngọt ngào cười nói, có một số việc, không phải ngươi làm thì là ta làm. Ai bảo chúng ta là trật tự chủ chứ? Nếu chúng ta đã có được sự tín ngưỡng của chúng sinh, vậy thì chúng ta nên vì sự tín ngưỡng mà họ dành cho chúng ta mà chiến đấu đến chết, chết cho xứng đáng, ta sẽ thủ ở đây đến thời khắc cuối cùng, ngươi đi đi. Diệp Quân lau nước mắt, sau đó quay người gầm to, nhị nha, tiểu bạch, giúp tai. Vừa dứt lời, hắn và những người xung quanh lao về phía thế giới hư vô đó. Còn nhị nha lại trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng nhập vào người Diệp. Khí tức của Diệp Quân đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Tiểu bạch cũng hóa thành một đạo bạch quang nhập vào giữa lông mày. Diệp Quân, linh khí vô tận dâng trào xung quanh hắn như thủy triều. Đám người An Nam Tịnh, chủ nhân bút đại đạo cũng lao vào. Nhìn thấy đám người Diệp Quân lao vào, nụ cười trên khuôn mặt nóng bừng của Tang Mi vẫn còn đó, nhưng cô đã bắt đầu biến mất từng chút một. Khi đám người Diệp Quân lao vào thời không hư vô, đột nhiên, vô số đạo lôi kiếp kinh khủng màu đỏ thâm tràn ra từ bốn phía cùng với sức mạnh thực sự. Diệp Quân gầm lên giận dữ, hắn vung kiếm chém ra, nơi kiếm quang đi qua, trực tiếp đánh tan vô số lôi kiếp đỏ thẫm, nhưng ngay sau đó, lại có vô số tia sét đỏ thẫm vẫn không ngừng ập đến. Không chỉ vậy, thời không hư vô mà họ đang ở đột nhiên xuất hiện với vô số ý chí đen như mực tràn vào dày đặc xung quanh họ, không chỉ muốn nghiền nát họ mà còn muốn tiến vào vũ trụ bên dưới, hủy diệt mọi thứ. Diệp Quân đành phải dừng lại, hắn bắt buộc phải ngăn cản những sức mạnh ý chí thần bí này tiến vào phía dưới, bởi vì vũ trụ phía dưới căn bản không thể chống cự được, hắn đang chuẩn bị ra tay, An Nam Tịnh đột nhiên nói, các ngươi đi tiếp đi. Vừa nói, bà vừa bước về phía trước một bước, trong chớp mắt, một lĩnh vực trực tiếp bao phủ thời không hư vô. Lĩnh vực võ thần, một đạo ý chí võ thần đáng sợ đột nhiên quét qua xung quanh, tất cả sức mạnh ý chí đen tối trong lĩnh vực này đều bị trấn áp trực tiếp và cưỡng bức vào. Lúc này, Diệp Quân quay đầu nhìn An Nam Tịnh, hai mắt đỏ bừng, An Nam Tịnh nhìn hắn, đi. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, dẫn những người bên cạnh lao về phía xa, không biết qua bao lâu, bọn họ vẫn chưa lao ra khỏi thời không hư vô này, đúng vào lúc. Này, chủ nhân bút đại đạo ở một bên đột ngột dừng lại. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn nói, phải phá vỡ thời không ở đây. Phá vỡ, Diệp Quân dùng kiếm chém xuống. Kiếm quang chém thẳng xuống,
nhưng thời không hư vô trước mặt hắn vẫn còn nguyên vẹn. Diệp Quân sửng sốt. Sau khi có được sức mạnh tín ngưỡng từ Tang Mi, sức mạnh của bản thân hắn đã đạt đến trình độ rất đáng sợ, bây giờ lại cộng với sự hợp nhất của Nhị Nha và Tiểu Bạch, hắn bây giờ thực sự đã vượt xa phá vòng cảnh cấp 9, tuy nhiên, vẫn không thể lay chuyển được thời không hư vô này. Diệp Quân quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, nhưng chủ nhân bút đại đạo lại im lặng. Trong mắt Diệp Quân hiện lên một tia hung ác, hắn lại dùng kiếm chém ra, lúc này hắn dùng toàn lực chém ra, trực tiếp xé ra một cái lỗ ở trước mặt, nhưng trong chớp mắt, cái lỗ đó lại tự động lành lại. Diệp Quân đang muốn xuất kiếm lần nữa, đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, để ta. Diệp Quân quay lại nhìn, cách đó không xa. Một người phụ nữ bước ra từ không trung. Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ nhìn Diệp Quân, cô không nói lời nào, chậm rãi nhìn về phía trước Diệp Quân, bỗng nhiên toàn bộ thân thể và linh hồn cô đều bùng cháy. Tiếp đó, cô nắm chặt hai tay, nói, mở ra. Rắc rắc. Trước mặt Diệp Quân, thời không hư vô trực tiếp nứt ra một góc, sau đó vết nứt càng lúc càng lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo sức mạnh đáng sợ đột nhiên từ trong khe nứt quét ra, hướng thẳng về phía Tịnh Tông Chủ. Sắc mặt Diệp Quân đột nhiên thay đổi, thân hình hắn run rẩy, trực tiếp đứng chắn trước mặt Tịnh Tông Chủ, hai tay cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Uinh uinh. Trong chớp mắt, kiếm quang bao phủ lập tức vỡ tan. Diệp Quân và Tịnh Tông Chủ lùi mạnh về sau hàng chục vạn trượng. Mọi người đều kinh ngạc. Sau khi Diệp Quân dừng lại, một vệt máu từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra. Mọi người nhìn về phía vết nứt, xuyên qua vết nứt nhỏ, họ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó. Đây là ai? Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, là hóa thân của hắn. Hóa thân? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào cái bóng đằng sau vết nứt, trong ánh mắt có sự oán hận vô tận, người họa vòng. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, quay đầu nhìn Tịnh Tông Chủ đang bị đốt cháy, Tịnh Tông Chủ nhìn hắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn vết nứt, ánh mắt tập trung nói. Uỳnh, vết nứt lại mở ra, nhưng sắc mặt Tịnh Tông Chủ lập tức tái nhợt. Không chỉ vậy, thân thể cô còn bị vô số sức mạnh đại đạo thực sự ăn mòn, bắt đầu biến mất từng chút một. Mà cái bóng bên ngoài vết nứt vẫn đứng đó, một loại kinh hãi không thể giải thích được đột nhiên bao trùm trong lòng mọi người. Lúc này, vẻ mặt của mọi người tại hiện trường đều trở nên ngưng trọng. Diệp Quân cầm ý kiếm đi về phía cái bóng, bên cạnh hắn, Vô Biên Chủ đột nhiên mỉm cười nói, nên liều mạnh rồi. Vừa nói, cơ thể và thần hồn ông ta trực tiếp bùng cháy, ông ta lấy ra một điếu thuốc, ông châm điếu thuốc lên người và rít một hơi dài. Ông ta đang định ra tay thì lại bị chủ nhân bút đại đạo ngăn lại. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo nhìn ông ta, nói, ngươi sẽ chết. Vô Biên Chủ cười ha ha, người khác có thể chết, Vô Biên Chủ ta lại không được chết. Chủ nhân bút đại đạo còn muốn nói gì đó, Vô Biên Chủ liếc nhìn hắn, mỉm cười, trước đó ngươi đã nói với ta rằng, nếu đứng đúng hàng thì sẽ không chết, nhưng sau đó ta chợt hiểu ra, đứng đúng hàng hay không không quan trọng chút nào. Quan trọng là sống theo cách mà mình muốn, ngày ngày muốn đứng vào hàng, ngày ngày muốn nịnh nọt, vậy thì vô vị biết bao. Vừa nói, thân hình ông ta vừa run rẩy, trực tiếp lao thẳng về phía cái bóng. Diệp Quân cũng theo sát phía sau. Phía sau họ, đám người Diệp Thanh Thanh cũng lao tới. Mà thân hình đám người Vạn Kiếp Chi Chủ cũng run rẩy, lao về phía vết nứt, đã đến lúc này, cũng chỉ có thể liều mạng. Chủ nhân bút đại đạo không nhúc nhích, ông ta chỉ đứng đó. Vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Khi đám người Diệp Quân lao qua vết nứt, cái bóng đột nhiên giơ tay phải lên và ấn nhẹ. Uinh uinh. Trong chớp mắt, hàng tỷ đại đạo thực sự xuất hiện giữa trời đất. Những đại đạo thực sự này treo lơ lửng giữa trời đất như những bức màn ánh sáng. Sau đó, một lĩnh vực cực kỳ đáng sợ xuất hiện, bao trùm tất cả mọi người. Lĩnh vực thực sự. Trong lĩnh vực thực sự này, sức mạnh của hàng tỷ đại đạo thực sự đột nhiên ngưng tụ. Mà sau khi đám người Vô Biên Chủ xông vào, khi bọn họ tiếp xúc với những bức màn ánh sáng đại đạo thực sự đó, thân thể vốn đang bốc cháy của họ đột nhiên cháy càng nhanh hơn. Vô số bức màn ánh sáng của đại đạo thực sự đã chắn trước mặt cái bóng. Đó. Rất nhanh, đám người Vô Biên Chủ trực tiếp bắt đầu hóa thành cho bụi từng chút một. Bao gồm cả đám người Đồ và Diệp Thanh Thanh. Bọn họ căn bản không thể đột phá những bức màn ánh sáng đại đạo thực sự đó. Chứ đừng nói đến việc chống lại tĩnh vực thực sự, này. Chỉ có Diệp Quân mới có thể chống cự,
bởi vì hắn hiện tại đã có được sự phòng ngự vật lý của nhị nha, nhưng dù vậy, cơ thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt từng chút một. Nhìn thấy đám người Diệp Thanh Thanh xung quanh bắt đầu hóa thành cho bụi, Diệp Quân đột nhiên gầm lên, hai mắt đỏ như máu, hắn cầm thanh trường kiếm vung mạnh về phía trước, một kiếm quét ra, một số cột sáng đại đạo thực sự trước mặt hắn trực tiếp nứt ra. Euro ó thể phá thực sự, cách đó không xa, cái bóng đó hơi giật mình, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Mặc dù nhát kiếm này của Diệp Quân đã chém nứt một số cột sáng của đại đạo thực sự, nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn việc đám người vô biên chủ nhanh chóng biến mất. Hai mắt Diệp Quân sắp nổ tung, đang chuẩn bị rút kiếm lần nữa, đúng vào lúc này, giữa lông mày hắn đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, ngay lập tức, một đạo khí tức linh tổ đáng sợ quét qua, tiếp đó, từng đạo ánh sáng trắng bao phủ tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng đó, cơ thể và thần hồn của đám người vô biên chủ lập tức khôi phục lại một chút, nhưng rất nhanh, ánh sáng trắng cũng bắt đầu biến mất từng chút một. Cho dù là sức mạnh của Tiểu Bạch cũng không chịu đựng được những đại đạo thực sự và lĩnh vực thực sự này. Diệp Quân gầm lên, huyết mạch phong ma điên cuồng trào ra từ cơ thể hắn, hắn chém một nhát kiếm về phía cái bóng, nơi kiếm quang đi qua, những cột sáng đại đạo thực sự trực tiếp bị vỡ nát, từng đạo sức mạnh đại đạo thực sự bùng nổ giữa trời đất. Tuy nhiên, khi hắn chém đến trước mặt cái bóng đã xuất hiện ở cách xa đó hàng vạn trượng, tay phải cái bóng giơ lên, sau đó ấn nhẹ. Quỳnh! Trong chớp mắt, toàn bộ lĩnh vực thực sự trực tiếp bị đốt cháy. Cách đó không xa, đám người vô biên chủ trực tiếp nhanh chóng bùng cháy, hóa thành cho bụi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Diệp Quân lại gầm lên, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn dâng trào, hắn điên cuồng vung thanh kiếm trong tay lên, từng đạo kiếm quang màu đỏ như máu không ngừng tuôn ra, những cột ánh sáng đại đạo thực sự xung quanh hắn lần lượt bị vỡ nát. Tuy nhiên, cho dù hắn có cố gắng như thế nào, cũng không thể phá hủy hoàn toàn lĩnh vực thực sự này. Vì vậy, chỉ có thể nhìn mở to mắt nhìn đám người vô biên chủ ở phía xa biến thành cho bụi từng chút một. Vô biên chủ đứng đó, khi bước vào lĩnh vực thực sự này, ông ý thức được rằng, sinh mệnh của ông sắp kết thúc rồi. Ông ta không hoảng sợ, cũng không sợ hãi. Ngược lại, trong lòng ông ta chưa bao giờ bình yên đến thế. Ông bình tĩnh rút ra một điếu thuốc, muốn hút một điếu cuối cùng, tuy nhiên, ngay khi điếu thuốc xuất hiện, đã trực tiếp hóa thành cho bụi, thế là... Ông ta lại lấy ra một điếu khác, cũng vẫn như vậy. Vô biên chủ nhẹ giọng nói, thật đáng tiếc. Giọng nói vừa dứt, ông ta liền biến thành cho bụi, hoàn toàn bị xóa bỏ. Bên cạnh ông ta, đám người vạn kiếp chi chủ cũng liều mạng chống cự, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt vọng khi đối mặt với lĩnh vực thực sự này. Chỉ có thể đứng nhìn mình dần dần biến thành cho bụi. Trong mắt họ là sự không cam tâm, bọn họ đã đến tận cửa rồi, nhưng lại không thể bước vào. Thân thể của Kỳ Tỷ Thiên và Thiên Tú vào lúc này cũng đã nhanh chóng biến mất. Họ ngẩng đầu lên, trong mắt cũng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng... vẻ nhẹ nhõm nhiều hơn. Thực ra họ có những lựa chọn khác, nhưng cuối cùng họ lại chọn đến đây, vì họ cũng muốn vượt qua chính mình, đạt đến một đẳng cấp khác. Họ không hề hối tiếc, bởi vì họ đã từng cố gắng, đã từng liều mạng. Rất nhanh, Kỳ Tỷ Thiên và Thiên Tú cũng hoàn toàn biến mất. Cùng biến mất với họ còn có những cô gái U Minh Điện. Họ cũng cố gắng hết sức để chống cự, nhưng lại không có tác dụng gì, sức mạnh của người họa vòng này không phải là thứ mà họ có thể chống lại được. Nhưng tại hiện trường, còn có Đồ, Diệp Thanh Thanh, Thiên Mệnh Váy Trắng, Mộ Niệm Niệm, Phục Võ, Tịnh Sơ, Tịnh Tông Chủ có thể miễn cưỡng chống cự được đại đạo thực sự và lĩnh vực thực sự. Nhưng cơ thể của họ cũng ngày càng trở nên hư ảo. Đúng vào lúc này, Phục Vũ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rực lửa, lao đến cái bóng ở cuối, mà bên cạnh cô, Tịnh Sơ cũng theo sát. Quan chấp hành đứng đầu của hai thời đại. Lần đầu liên thủ. Trên đường đi, bọn họ cũng phá vỡ rất nhiều cột sáng đại đạo thực sự. Tuy nhiên, khi họ lao tới chỗ cái bóng đột nhiên duỗi một ngón tay ra và gõ nhẹ. Uinh uinh. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của vô số đại đạo thực sự đã trực tiếp chấn áp hai người phụ nữ tại chỗ, cùng lúc đó. Bọn họ biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Phục Võ đột nhiên gầm lên, một đạo kiếm quang đáng sợ đột nhiên bộc phát từ cơ thể cô. Kiếm quang đáng sợ này bất ngờ cắt đứt sức mạnh đại đạo. Thực sự đang trói buộc cô. Bên cạnh cô, từ trong cơ thể Tịnh Sơ cũng tuôn trào một đạo ý chí võ đạo mạnh mẽ, ý chí võ đạo mạnh mẽ lao vào những sức mạnh đại đạo thực sự đó. Hai người phụ nữ cùng lúc biến mất ở chỗ cũ, lao mạnh vào cái bóng đó. Uinh uinh. Cái bóng trực tiếp bị đẩy lùi mấy trăm trượng.
Vào giây phút cuối cùng khi bị sức mạnh của đại đạo thực sự áp đảo, Phục Võ quay đầu lại liếc nhìn Diệp Quân, sau đó cô và Tịnh Sơ hoàn toàn biến mất. Cách đó không xa, Đồ, Diệp Thanh Thanh, còn có Mộ Niệm Niệm lúc này cũng đã có chút khó chống đỡ. Mộ Niệm Niệm dừng lại, bà nhìn về phía xa, bà cười, có chút bất lực nói, không được nữa rồi. Bà đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể làm được gì. Bà quay lại nhìn Diệp Quân ở phía xa, nhìn Diệp Quân với khuôn mặt đầy máu và nước mắt, bà nhẹ giọng nói, tiểu tử, đừng buồn. Bất cứ trật tự nào được, thiết lập đều phải được xây dựng trên vô số xương máu, phải dựa vào bản thân. Con rồi, giọng nói vừa dứt, bà lập tức biến thành tro bụi. Cách đó không xa, Diệp Thanh Thanh cũng dừng lại, bà ngẩng đầu nhìn về phía cuối, việc mà cả đời này ta muốn làm nhất, chính là đánh nữ nhân kia một trận, bây giờ xem ra một chút cơ hội cũng không có rồi. Vừa nói, bà vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói, tiểu tử thối, cô đi trước đây. Vừa dứt lời, bà trực tiếp hóa thành tro bụi và biến mất hoàn toàn. Cách đó không xa, Đồ và Thiên Mệnh váy trắng cũng dừng lại, thân thể của họ nhanh chóng biến mất, cuối cùng họ không còn có thể chống lại sức mạnh của lĩnh vực thực sự và đại đạo thực sự đó nữa. Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi lắc đầu và mỉm cười. Không có hối hận, cũng không có không cam lòng. Đều rất thản nhiên, chỉ cần cố gắng hết sức mình là được. Rất nhanh, hai người phụ nữ đã biến mất hoàn toàn. Lúc này, thân thể Tịnh Tông Chủ cũng đang nhanh chóng bốc cháy. Cô liếc nhìn Diệp Quân, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở tiểu trấn năm đó. Cái này gọi là ngôn xuất pháp tùy, lợi hại chứ. Bây giờ ngươi phải sống thật tốt đấy. Phải sống, tu luyện thật tốt, sau này lật đổ mọi trật tự không tốt, được không? Chín rất nhanh, Tịnh Tông Chủ cũng hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc nhìn thấy mọi người hoàn toàn biến mất, ở phía xa, Diệp Quân sững sờ. Ở đây, ngoài Nhị Nha và Tiểu Bạch đã hợp nhất với hắn, chỉ còn lại mình hắn. An! Diệp Quân đột nhiên gầm lên, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn đột nhiên bay lên trời, quét sạch tất cả. Hoàn toàn điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ lĩnh vực thực sự biến thành biển máu, Diệp Quân điên cuồng vung thanh kiếm trong tay, không ngừng chém vào cái bóng đó. Mà lúc này, cái bóng cũng chậm rãi đi về phía Diệp Quân, mỗi khi hắn bước một bước, sẽ có vô số đại đạo thực sự từ giữa trời đất chuyên đến. Những đạo đạo thực sự đó điên cuồng áp chế sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân. Đại đạo của hai bên va chạm điên cuồng vào lúc này. Nhưng dần dần, Diệp Quân bắt đầu lâm vào thế bất lợi, tuy đã rơi vào thế bất lợi, nhưng... Sau khi phát điên hoàn toàn, sức mạnh của hắn ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Rất nhiều lần, hắn xé nát vô số sức mạnh đại đạo thực sự, chém tới trước mặt cái bóng, nhưng cái bóng lần nào cũng có thể lùi lại. Đúng lúc này, Diệp Quân ở nơi xa đột nhiên dung hợp tất cả đại đạo vào huyết mạch của mình, còn có tất cả sức mạnh tín ngưỡng của hắn và Tăng Nghi, hắn hợp nhất tất cả, vô số sức mạnh khủng khiếp hội lại, cho dù là phòng ngự thân thể của Nhị Nha cũng khó có thể chống đỡ, cơ thể hắn bắt đầu nứt ra từng chút một. Tất nhiên, nếu không có Nhị Nha, hắn sẽ chết trong tích tắc, bởi vì sức mạnh hiện tại của hắn quá khủng khiếp, nếu không hợp nhất thì không sao, nhưng hợp nhất lại sẽ vô cùng đáng sợ. Diệp Quân đột nhiên gầm lên, hắn tung ra một nhát kiếm mạnh mẽ. Quan Huyên. Khi nhát kiếm được tung ra, trong phút chốc, vô số vết nứt trực tiếp xuất hiện trên toàn bộ lĩnh vực thực sự, sức mạnh của vô số đại đạo thực sự bắt đầu vỡ tan. Ngay cả lĩnh vực thực sự này cũng không còn có thể chịu được nhát kiếm này của hắn. Không chỉ vậy, cái bóng dần dần trở nên hư ảo. Nhưng ngay khi nhát kiếm của Diệp Quân sắp phá hủy hoàn toàn lĩnh vực thực sự này, một bức màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện phía sau cái bóng ở phía xa, từ trong bức màn ánh sáng. Một sức mạnh khủng khiếp quét qua, trong chớp mắt tràn vào cơ thể cái bóng. Cùng lúc đó, sức mạnh đại đạo thực sự vốn đã bị phá hủy hoàn toàn giữa trời đất lại trực tiếp ngưng tụ lại. Không chỉ vậy, còn có vô số sức mạnh đại đạo thực sự từ sâu thẳm bầu trời không xác định tràn vào, sau đó hướng tới chân áp Diệp Quân. Đây đã là bản thể của người họa vòng đó ra tay. Sắc mặt Diệp Quân hung dữ, hai mắt đỏ ngầu, hắn đang định ra tay, nhưng đúng vào lúc này. Một đạo khí tức đáng sợ đột nhiên từ phía sau hắn quét qua. Cái bóng đó ngẩng đầu nhìn về phía sau Diệp Quân, khu vực thời không phía sau Diệp Quân đột nhiên sụp đổ, sau đó, một người phụ nữ mạnh mẽ lao ra. Người lao đến có mái tóc trắng, vẻ ngoài vô song. Từ Chân. Tuy lúc này Diệp Quân đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng khi nhìn thấy Từ Chân, hắn vẫn có chút giật mình, trong đôi mắt như máu của hắn. Hiện lên một tia sáng suốt.
Từ Chân nhìn Diệp Quân, cô khế mỉm cười, nhẹ giọng nói, đồ ngốc, ngươi lại muốn bỏ ta lại hệ ngân hà. Vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn về phía cái bóng, khoảnh khắc tiếp theo, cô đột nhiên hóa thành một cột sáng rồi biến mất. Gần như cùng lúc đó, Diệp Quân cũng hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chỗ, lao tha nơ tới cái bóng. Lúc này, họ không có thời gian ôn lại chuyện xưa. Thời khắc này, toàn bộ sức mạnh của Diệp Quân đều đang bùng cháy. Đây là nhát kiếm mạnh nhất từ trước đến nay của hắn. Hai người xông lên, toàn bộ lĩnh vực thực sự bắt đầu sụp đổ. Mà ở phía xa, cái bóng đột nhiên duỗi tay phải ra, sau đó nắm chặt lại, trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực thực sự và tất cả các đại đạo thực sự trong đó đều trực tiếp bốc cháy. Uinh uinh uinh. Sức mạnh của Diệp Quân và Từ Chân lao tới, lao ra khỏi đại đạo thực sự đang bốc cháy đó, mà đúng vào lúc này, cái bóng đột nhiên mang theo hàng trăm triệu, sức mạnh thực sự lao tới, mà phía sau ông ta, còn có vô số đại đạo thực sự tràn tới. Uinh. Trong chớp mắt, lĩnh vực thực sự này hoàn toàn sụp đổ. Vô số kiếm quang, đại đạo thực sự đồng thời sụp đổ, mọi thứ bắt đầu biến mất. Cái bóng đó cũng dần dần trở nên hư ảo, xung quanh ông ta, tất cả đại đạo thực sự cũng biến mất vào lúc này. Mà ở nơi xa, Từ Chân từ từ rơi vào trong đại đạo và kiếm quang vỡ nát khắp bầu trời, đồng thời, thân thể và thần hồn nhanh chóng biến mất. Diệp Quân ôm lấy cô, vì nhị nha mà hắn có thể dùng hết sức lực nhưng cơ thể cũng đã tan nát và chảy máu. Diệp Quân ôm chặt Từ Chân, lúc này, thân thể và bên trong Từ Chân đã bị vô số sức mạnh đạo đạo thực sự ăn mòn, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cô ấy khác với Diệp Quân có sự giúp đỡ của nhị nha, vì vậy, mặc dù sức mạnh của đại đạo thực sự có thể ăn mòn hắn, nhưng nó không thể hủy diệt hắn một cách nhanh chóng. Diệp Quân phóng ra kiếm ý và sức mạnh trật tự như điên cuồng bao trùm Từ Chân. Từ Chân nhìn Diệp Quân đang mặt đỏ như máu ở trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Diệp Quân, có chút đau lòng nói, ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi được rồi, cũng không thể nấu mì cho ngươi ăn được nữa rồi. Vừa nói, cô cũng không còn có thể chống lại sự ăn mòn của sức mạnh vô tận của đại đạo thực sự, đôi mắt cô từ từ nhắm lại. A An! Diệp Quân đột nhiên gầm lên, hắn như phát điên, dùng hết sức lực bao bọc, Từ Chân, nhưng vẫn không thể ngăn cản thân thể và thần hồn của cô biến mất. Đúng lúc Diệp Quân sắp tuyệt vọng, Tiểu Bạch đột nhiên rời khỏi cơ thể hắn, sau đó bay đến giữa lông mày Từ Chân. Cùng với sự tiến vào của Tiểu Bạch, thân thể và thần hồn của Từ Chân đột nhiên ổn định lại, tuy vẫn đang biến mất, nhưng tốc độ đã chậm hơn trước vô số lần. Diệp Quân ôm Từ Chân trong tay chậm rãi đứng dậy, hắn đi về phía xa, cứ đi, nhưng lại phát hiện căn bản không hề có đường. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, nhị ngữ tử. Diệp Quân từ từ quay đầu lại, chủ nhân bút đại đạo cũng đang chậm rãi đi về phía hắn. Chủ nhân bút đại đạo bước đến gần hắn và nói, giúp ta một việc. Diệp Quân nhìn ông ta, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, sau khi lên đó. Hãy nói với người ngươi gặp rằng ta không muốn làm một con rối chết tiệt nữa. Nhất định không làm nữa. Nhị ngũ tử, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ha ha. Ông ta đột nhiên quay người lại, trong chớp mắt. Toàn thân ông ta biến thành hàng tỷ đạo thần quang và nổ tung. Uinh! Thời không xung quanh đột nhiên vỡ vụn như một tấm gương, mà trước mặt Diệp Quân xuất hiện một khoảng thời không hư vô. Hắn ôm Từ Chân và đi về phía xa. Chẳng bao lâu, hắn đã đi vào khoảng thời không hư vô đó. Cũng không biết đã đi được bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh, thì ra, nơi này hắn đã từng đến. Đó là tàn tích của thời cổ đại, lúc đó hắn không thể bước vào nhưng giờ đây. Sau khi hợp nhất với nhị nha, hắn đã có thể chống lại sức mạnh bí ẩn của khoảng thời không hư vô này. Hắn ôm Từ Chân tiếp tục đi về phía trước, cứ đi, hắn phát hiện hai bên xuất hiện bức tường ánh sáng của dòng sông thời gian, bên trong lóe lên một số hình ảnh mờ ảo. Hắn biết rằng đó là thời cổ đại. Nhìn những hình ảnh đó, lúc này Diệp Quân mới phát hiện, thì ra thời đại cổ đại thật sự là một thời đại huy hoàng. Mà Tang Mi đến từ thời cổ đại. Khi cô tự mình phong ấn thời đại của chính mình, hắn nhìn thấy cuộc đời của Tang Mi, nhìn thấy những khó khăn đau khổ cô đã trải qua, cũng nhìn thấy sự cô đơn mà cô đã trải qua, càng nhìn thấy những bất lực cuối cùng của cô. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục đi về phía xa, rất nhanh, hắn bước ra khỏi thời không hư vô đó, trước mắt là một nơi càng quen thuộc hơn, một tỉnh hà. Hệ Ngân Hà. Trước mặt hắn có một con đường dẫn thẳng đến tinh môn. Hắn đang định đi về phía tinh môn. Đột nhiên, hắn dường như cảm giác được cái gì đó, hắn quay người nhìn xung quanh,
xuyên qua thời không hư vô đó, hắn nhìn thấy một thanh niên. Đó chính xác là hắn. Nhìn bản thân mình trước đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ở phía bên kia của thời không hư vô, chàng trai đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại. Anh ta quay người nhìn về phía thời không hư vô, vẻ mặt khó. Hiểu. Diệp Quân nhìn thanh niên phía bên kia thời không hư vô, nhẹ giọng nói, ngươi có bao giờ nghĩ, có lẽ, làm một vua dựa dẫm cũng rất tốt. Nói xong, anh ta lại nói thêm, thật đấy, có lẽ làm một tên vua dựa dẫm, rất tốt. Trong mắt hắn, máu và nước mắt không ngừng rơi ra. Ở phía bên kia của thời không hư vô, thiếu niên đó nói, đó không phải là con đường của ta muốn đi con đường của riêng mình. Diệp Quân trầm mặc một lát, dịu dàng nói, người rất ưu tú. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khi tất cả đều không thể thay đổi, nếu ngươi có thể quay ngược thời gian và nhìn thấy chính mình, ngươi sẽ nói gì với hắn ta? Đạo lý lớn lao gì cũng đừng nói nữa, cứ khen ngợi hắn đi, hắn đã không dễ dàng gì rồi. Diệp Quân ôm Từ Chân và tiếp tục bước về phía trước. Rất nhanh, hắn đi qua tinh môn, phía sau tinh môn là một đỉnh núi, trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng lớn vô tận, nhìn lên, hắn nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng, nhìn về phía trước, cách đó không xa, có một cây cổ thụ cao chót vót, cách cây cổ thụ không xa, có một thác nước đổ xuống hồ, nước bắn tung tóe. Dưới chân hắn là một con đường lát đá xanh, phía trước gốc cây cổ thụ là một ngôi nhà gỗ, có một chú chó con đang nằm ở đó, như thể đã ngủ rồi. Hắn bế Từ Chân đi về phía ngôi nhà gỗ, người trên núi, hắn đến trước căn nhà gỗ, cửa nhà gỗ mở ra, bên trong có một người đàn ông. Người đàn ông đang ngồi trước một chiếc bàn với mấy cuốn sách cổ bên trên. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, mỉm cười, rất lâu trước đây, khi nơi này còn là một ngôi nhà đá, có một người phụ nữ đã đến đây, khi đó cô ấy đã nói một câu rất không lịch sự với ta. Đương nhiên, đó là chuyện rất lâu trước đây rồi. Diệp Quân nhìn người đàn ông, không nói gì. Người đàn ông cầm lên một cuốn sách cổ và một cây bút và đứng dậy, sau đó bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Sau khi bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, đột nhiên dừng lại. Và nói, hỏi đi. Diệp Quân nói, có hai bằng hữu nhờ ta chuyển lời cho ông. Một người trong số họ nói, bọn ta không phải là con kiến, bọn ta cũng sẽ phản kháng. Người đàn ông im lặng. Diệp Quân nói tiếp, còn có một bằng hữu nói, ông ta không muốn làm con rối nữa, nhất định không muốn nữa, đồng thời gửi lời hỏi thăm đến mẹ của ông. Người đàn ông vẫn không lên tiếng. Sau một lúc im lặng, ông ta đột nhiên mỉm cười và nói, ngươi không phải là muốn thiết lập trật tự sao? Bây giờ chúc mừng ngươi, ngươi là người họa vòng, ngươi có thể thiết lập trật tự mới của mình rồi. Nhưng, vừa nói, ông ta vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Tang Mi cô nương đó nói, cô ta hy vọng có thể kéo chúng ta xuống, để chúng ta có thể nếm trải nỗi đau khổ của thế gian, nếm trải cảm giác bị làm nô lệ là như thế nào. Vậy thì, ta muốn tự mình đi xem trật tự của các ngươi tốt như thế nào. Nói xong, ông ta cởi dây xích cho chú chó, sau đó bước đi mà không ngoảnh lại. Thần từ trên núi xuống. Cứ đi, không biết vì sao, người đàn ông đó đột nhiên tăng tốc, vốn dĩ là đang đi bộ, bây giờ đã là chạy. Sau khi nhìn người đàn ông biến mất ở nơi xa, Diệp Quân từ từ xoay người, phía bên phải cách đó không xa, không biết lúc nào đó, có một người phụ nữ đứng ở đó. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng. Diệp Quân ôm Từ Chân đi tới trước mặt người phụ nữ mặc váy trắng, hắn nhìn người phụ nữ váy trắng, không biết vì sao, nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô. Người phụ nữ mặc váy trắng chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Quân lại nói, cô. Người phụ nữ mặc váy trắng vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Diệp Quân nhìn người phụ nữ mặc váy trắng và nói, cô, con muốn ràng buộc trật tự của mình. Nghe đến đây, lần đầu tiên, trong ánh mắt bình tĩnh của người phụ nữ mặc váy trắng có chút dao động, bà đưa tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Quân, con có thể nghĩ như vậy, trật tự của con, cô miễn cưỡng công nhận rồi. Quỳnh! Trong phút chốc, khí tức trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên tăng lên mấy chục triệu lần. Giới hạn trên được nâng lên vô hạn, chỉ là miễn cưỡng công nhận, chứ không phải tín ngưỡng. Người phụ nữ mặc váy trắng chỉ dùng tay phải nhẹ nhàng ấn vào vai hắn, mọi khí tức đang sôi sục bỗng dịu đi rất nhanh. Người phụ nữ mặc váy trắng thu tay lại, quay người đi về phía xa. Khi bà bước một bước, người đã xuất hiện ở cuối bầu trời. Mà ở đó, còn có một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng. Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, cười nói,
tiểu tử con được lắm, ha ha. Người phụ nữ mặc váy trắng ngẩng đầu nhìn lên, ở cuối tầm mắt, bà nhìn thấy một chiếc áo màu xanh lá và một chiếc áo choàng trắng như mây. Ánh mắt bà dần dần trở nên lạnh lùng. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên lập tức cứng lại, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Cô côi! Đúng vào lúc này, giọng nói của Diệp Quân đột nhiên từ xa vang lên. Người phụ nữ mặc váy trắng quay lại nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn người phụ nữ mặc váy trắng, nói, cô, Ion muốn cô giúp con ràng buộc trật tự. Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, con chắc chắn. Diệp Quân nói, chắc chắn. Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn hắn, con hẳn phải biết ý nghĩa của nó. Diệp Quân nghiêm túc nói, trật tự và quyền lực nhất định phải được ràng buộc, nếu không Diệp Quân con và Dương gia của con sẽ là độc ác nhất vũ trụ. Trên thế gian này, người duy nhất có thể khống chế Dương gia, chỉ có cô. Lần này, hắn muốn mời cô nhập cuộc. Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ gật đầu, thật sự trưởng thành rồi. Nói xong, bà kéo Diệp Huyên quay người bước đi về nơi xa. Diệp Huyên dùng tay phải lén lút giơ ngón tay cái lên với Diệp Quân, khóe. Miệng nhếch lên. Euron trai vẫn có một bức tranh lớn, bởi vì một khi trật tự của hắn vượt qua thử thách của Thanh Nhi, khi đó, Thanh Nhi sẽ không phải là miễn cưỡng công nhận trật tự của hắn, thậm chí là đương nhiên, đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyên vui mừng nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Đúng vào lúc này, giữa trời đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần thức vô danh đáng sợ, bọn họ từ đâu tới, bọn họ nhìn chăm chú vào đây với sự tức giận. Vô bờ bến. Làm sao họ có thể cho phép con kiến trở thành chủ nhân? Người phụ nữ mặc váy trắng liếc nhìn bầu trời và nói, cút. Trong phút chốc, những thần thức đáng sợ trong bóng tối rút đi như thủy. Chiều. Họ đã hàng ngàn năm không dám bước tới đây, đồng thời coi nơi này như một cấm địa. Người phụ nữ mặc váy trắng thu hồi ánh mắt, rất nhanh, bà và Diệp Huyên đã biến mất ở cuối tầm mắt. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, hắn ôm từ chân đi xuống phía dưới, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Hắn muốn đảo ngược số phận của mọi người, còn có vũ trụ quan huyên trong tiểu tháp nữa. Rất nhiều người đang chờ đợi hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chuyện chữ ghi, chương 6227. Đại kết cục. Phần cuối. Không biết còn nữa hay không, các bạn cho ý kiến nha.